Sang phần tiếp theo là mình đã làm kênh Y rồi, đây là kênh S rồi và đến kênh A, Action. Như vậy Action này là chúng ta cần phải xây dựng điểm chạm và điểm chạm chuyển đổi. Phần này là phần chuyển đổi. Nghĩa là chúng ta cần phải biết là ở kênh này thì chúng ta sẽ có những cái cách nào để làm khách hàng chuyển đổi. Như vậy là cái việc số 1 đầu tiên mà để làm khách hàng chuyển đổi đó chính là chúng ta cần phải có website. Website này là nơi mà khách hàng họ sẽ đọc thông tin và sau đó họ sẽ tương tác, sẽ chuyển đổi ở trên trang này. Tại vì chúng ta nhìn thấy là website khi khách hàng đọc thông tin tương tác họ chuyển đổi trên trang này thì họ mới để lại chúng ta thông tin. Cho nên là trên web thì chúng ta sẽ phải cài một số công cụ sau. Công cụ đầu tiên đó là Live Chat. Và phần mềm thông dụng mà người đang dùng nhiều là thằng UH Chat này. Mọi người nhìn này. Và cái nữa là những cái chatbot này nó có một cái tính năng, đó chính là nó có tính năng lấy được số điện thoại khách hàng. Đấy, vừa ngồi đây cách đây 10 phút có em ở khu này nhắn tin là lấy lại tin nhắn đây, đây. Em tên là Huyền Trang này, sinh năm 2000 đấy, học thêm phụ giúp gia đình như này. Sợ Huyền Trang thấy tin nhắn là Huyền Trang à? Đối tượng là nữ, đối tượng là nam. Chốt mấy đội tên mình cũng thấy mấy đội tên là đuổi. Bọn nó dùng phần mềm đây, ok, mọi người nhìn này, đây. Thì như vậy là cái phần mềm này chúng ta sẽ bắt được số điện thoại người ta vào web của mình. Kể cả anh chị không làm gì mình sẽ lấy được số. Nhưng mà nếu người ta nhắn tin ở trên máy tính không cần nhắn tin. Chỉ cần vào web là lấy được số thôi. Đây này, người ta đọc bài này em lấy được số rồi đây. Nên là mình đang lúa mình hỏi. Đây này. Chúng ta đang dùng điện thoại kết nối 3G, 4G thì anh chị cứ vào web bằng điện thoại là em sẽ lấy được số của anh chị. Đây, những người này vào đây, người truy cập thì không chat vẫn bắt được đây. Nói chung là nó bắt được. Bình thường vào mấy cái quảng cáo, clip mà bắt nó hiện cả tên tuổi mình ra, xong cả số điện thoại liên lạc đầy đủ. Đúng rồi. Đấy là cái gì, cái gọi là cái gì nhỉ? Zalo form à? Hay là Google form? Sẵn. Kể cả anh dùng Facebook. Đấy, mình chưa làm gì cả, mình chỉ chặn có phát thôi. Sao đâu, đấy là nó lấy dữ liệu trong hệ thống, nó có sẵn rồi. Cái việc đấy... Còn live stream bán hàng đấy, nó chỉ cần để lại cái tin nhắn thế nào thôi mà. Thì mấy cái trang, với cả mấy trang liên kết thì mình thấy là nó cũng nhìn. Nói chung là chúng ta phải chấp nhận một điều là bây giờ kinh doanh thì phải như vậy thôi. Cái này là web hay là... Cái này là web. Cái này chỉ chạy trên web thôi. Thì ở đây mình sẽ biết được là người ta vào đây làm gì, mình biết hết. Số điện thoại. Cho nên là các cửa hàng phải cài đây. Đây gọi là phần mềm, cái này là cái UH chat, gọi là phần mềm live chat. Nó sẽ lấy toàn bộ dữ liệu của chúng ta. Vâng. Xong rồi cái phần mềm này là nó cài vào trong web. Nó có một đoạn mã này, bạn nhúng đây. Đây. Gắn mã này vào web. Thế là nó sẽ thống kê được. Thế là mình có database. Mất tiền chứ phải miễn phí. 500.000 một năm. 500.000. Rẻ mà. Tức là bất cứ khách hàng nào mà vô trong web của mình. Mình bắt hết. Vâng, với cả cái nữa nó tự động trả lời, ví dụ khách vào phát nó tự động chat này, đấy nó tự động chat này. Thì ít nhất là nó sẽ thay cho một nhân viên xin số. Thì khách hàng khi người ta nhìn thấy cái này bật lên là người ta sẽ tương tác.
thì mình lấy được số điện thoại. Đấy. Rẻ mà. Nói tóm lại là khi anh chị đi học là anh chị tiết kiệm được tiền mà anh chị không biết ra, đúng không? Nếu mà tôi không chỉ anh chị sẽ mất rất nhiều tiền vào những cái thứ linh tinh. Chưa kể nữa là nếu mà anh chị chưa xét quảng cáo mà xét mà không biết cách xét thì mất rất là nhiều tiền. Cái nền chỉ ứng dụng cho web có ứng dụng cho các nền tảng khác. Thì từ từ, từ từng cái một. Như vậy là cái web này đừng nói là web mà. Thế như vậy đây đó là cái phần mềm để giải quyết cái vấn đề về chat, đúng không? Sau đó thì hôm trước học rồi, Hotjar. Cái này dùng để đo hành vi. Ví dụ như bây giờ các bạn bảo là anh ơi em viết cái content này hay lắm, thì mình sẽ đo xem là người ta có đọc không. Người ta đọc một chữ nào người ta không đọc nữa. Tức là nó còn đến mức là nó ghi lại được lịch sử đọc, thời gian đọc, quá trình người dùng người ta tương tác trên đấy. Đúng không? Rồi tiếp theo nữa chúng ta phải cài Analytics lên. Cái này nó sẽ đo toàn bộ là hành vi tìm kiếm của khách hàng. Ví dụ như là khách hàng tìm kiếm đến từ nguồn nào, thời gian ra sao, đọc được bao nhiêu trang, thời gian như thế nào chuyển đổi, đọc xong kích vào đâu nữa là nó cũng ghi lại trạng thái thằng Google Analytics này. Cho nên nếu mà ai mà làm quản trị mà không cài cái này vào thì không được. Cái này là một trong những yếu tố để nó quyết định đến việc là hiệu quả của mình như nào. Công cụ tiếp theo chúng ta phải cài qua Google Console. Đây là công cụ mà để chúng ta sẽ biết được là từ khóa nào xuất ra mình. Cái này hôm trước có show để mua cho mọi người xem rồi đấy. Nếu là dùng cái này thì mình sẽ biết được toàn bộ các vấn đề. Xử lý như thế nào là mình giải quyết được. Giải tiếp. Như vậy đây là cái chuyển đổi thứ nhất. Cái chuyển đổi thứ hai cần phải làm landing page. Landing page ở đây được hiểu đó chính là chúng ta cần phải có một trang khuyến mại. Đây nó sẽ cung cấp nội dung và cung cấp cho chúng ta các hoạt động, cung cấp cho khách hàng cái form đăng ký. Cái này thì anh chị cứ hiểu cái website này giống như là cái nhà. Nó có nhiều phòng. Có nhiều phòng. Thì ở đây ví dụ chúng ta có cửa hàng nhiều phòng, còn lại landing page này là một trang. Để từ đấy chúng ta sẽ tương tác với khách hàng một cách trực tiếp. Ví dụ như là chúng ta có chương trình khuyến mại tháng 11, chúng ta làm cái landing page chỉ nói về khuyến mại tháng 11 thôi. Tất cả thông tin khách hàng truy cập vào đây sẽ điền vào trong cái này. Thì cái này nó sẽ giúp cho khách hàng có chuyển đổi. Với cái thứ hai nữa là landing page này thì thường dùng để chúng ta sẽ chạy một cái thuật ngữ. Đó chính là chúng ta sẽ chạy quảng cáo chuyển đổi. Chạy quảng cáo chuyển đổi được hiểu, đó chính là chúng ta sẽ cài vào trong landing page này các cái mã chuyển đổi. Anh chị nghe cái từ này bao giờ nhỉ? Cái mã chuyển đổi. Ví dụ như là của Google thì nó là Google ta. Còn của thằng Facebook đúng không? Nó là Pixel. Những cái mã này nó sẽ tiến hành là thu thập khách hàng. Nó thu thập hành vi của khách hàng. Và sau đó nó sẽ tự động để cho công cụ quảng cáo tìm tới đối tượng khách hàng tương tự. Thì cái đấy nó gọi là quảng cáo chuyển đổi. Ví dụ như là anh chị làm cái landing page khuyến mại vào tháng 11. Sau đó chúng ta cài một cái mã theo dõi của Google vào cái page này. Thì như vậy là Google sẽ biết được là chân dung đối tượng mà quan tâm tới cái landing page của tháng 11 này. Thì sau này khi chúng ta xét sang một cái chiến dịch quảng cáo tháng 12, thay vì việc chúng ta quảng cáo rộng, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái đối tượng mà đã từng truy cập vào cái landing page này, thì nó sẽ tiếp tục có tìm kiếm với chúng ta. Cái đấy nó gọi là quảng cáo chuyển đổi. Và landing page sinh ra nó là như vậy, để từ đó giải quyết các vấn đề liên quan đến quảng cáo. Đây, ví dụ nhá, đây là trang web đúng không? Trang web thì nó như thế này. Không, trang web nữa, hiểu đơn giản. Không, không, không phải. Nó nôm na nó là một cái trang HTML. Đây, ví dụ nhá.
À, đây nó là một cái ví dụ như đây là một cái trang này, trang chính đúng không, nhưng mà ấn vào cái khu vực cộng tác viên này đấy, nó sẽ tạo ra một trang như này. Landing page nghĩa là trên đấy nó có form này, nó điền nội dung này, nó chỉ về một vấn đề nào đó thôi, hiểu cái kiểu đấy không? Đúng rồi, hiểu hiểu đúng như vậy, chính xác chính xác chính xác. Đúng rồi, nó là như vậy. Hoặc là em mua hàng online ấy, thấy là hay quảng cáo xong ấn nhảy là thông tin thì em điền thông tin để tư vấn. Ok. Tức là website này là một trang, còn chúng ta sẽ làm ra những cái trang nhỏ nhỏ bên trong để mình quảng cáo. Landing page không phải là trên fanpage mà ở trên website. Ừ, landing page. Landing page được dùng để mô tả cho một trang web nhỏ, tức là một trang HTML nhỏ trong một trang web, cứ hiểu thế cho nó dễ. Nó dẫn đến một cái trang khác đúng không? Giống như Honda trong mình nhá. Xong rồi nó có một cái dịchvụ.honda.com.vn chẳng hạn, nó là một cái trang riêng. Tức là người ta sẽ làm cái trang riêng đấy để nó không ảnh hưởng đến cấu trúc của cái hệ thống chung. Ví dụ như đây là một cái trang web của mình, đây là hệ thống chung này. Ví dụ như đây trang web trang chủ này thì nó có một cái là hệ thống chung này. Tức là cái giao diện nó chỉ có khung nội dung bên trái với cả nội dung bên phải này. Nhưng mà chúng ta làm ra, ví dụ ông này ông làm một cái quả postcard chẳng hạn đúng không, thì nó sẽ ra một cái dạng giao diện mới, nó sẽ thay kiểu giao diện này đi đấy. Thì cái đấy người ta hay gọi nó chính là landing page, cứ hiểu nôm na thế là được. Và thường là người ta cái trang này nó hay gọi là nó sẽ độc lập với cả trang web, độc lập này, để nó có thể cài các cái mã theo dõi này vào, và các mã theo dõi này chỉ theo dõi ở trong landing page thôi. Mày hiểu không? Cài thì là phải thuê bên ngoài họ cài. Nói tóm lại chị phải biết HTML, phải biết lập trình. Còn không biết thì nói tóm lại không biết thì làm sao cài được, khác gì bác sĩ cắn cho mình cái stent ở trên người hoặc là gắn cho mình cái chip lên người, làm sao mình gắn được? Nó phải biết là cơ thể gắn ở đâu chứ. Rồi cái thứ ba. Kênh chuyển đổi thứ ba người ta hay sử dụng để tiến hành chạy quảng cáo bây giờ đó chính là chạy vào fanpage. Chúng ta sẽ quảng cáo vào fanpage. Nghĩa là lúc này khách hàng sẽ tương tác với chúng ta trên fanpage. Và trong fanpage này thì nó sẽ có 3 kiểu quảng cáo hay được set để thu tương tác. Kiểu chạy quảng cáo số 1 đó chính là quảng cáo tin nhắn. Đây nhìn này. Đây chúng ta nhìn nhé, cái kiểu quảng cáo này. Khi chúng ta set up quảng cáo ở trong Facebook, ấn vào tạo tin, tạo quảng cáo mới. Thì chúng ta nhìn thấy nó là cái quảng cáo là gì đây? Ok, nó chính là cái quảng cáo tin nhắn. Alo. Dạ. Cái đấy anh chat alo mình nhé, mình bận tí nhé, chat của mình alo đang bận. Là hết chọn cái trang thuê.
cần thiết là theo cái, chứ còn cái kiểu trang cá nhân thì không có hết. Tức là cái này thì mình sẽ phải chạy trên nền tảng này. Ok. Chuyển đổi. Đây thì có web này, mình page này, trang page. Cái loại thứ hai mà chúng ta sẽ chạy để thu chuyển đổi, chị nhìn thấy đó là khách cái gì đấy ạ? Hàng tiềm năng. Tức là ở trên cái quảng cáo của thằng fanpage này, nó sẽ có một cái loại quảng cáo để thu được tương tác, đó là điền thông tin khách hàng tiềm năng. Ví dụ như tôi bây giờ tôi muốn thu một cái phễu là những cái người mà đăng ký tham gia một cái hội thảo, thì thay vì việc là tôi phải làm landing page, thay vì việc tôi viết bài, thay vì việc tôi phải trình bày ở trên YouTube, thì tôi có thể làm một cái form đăng ký bằng cách là gì ạ? Dùng cái tính năng là gì? Nó là tính năng khách hàng tiềm năng này. Thì như vậy là trên Facebook, khi chúng ta xét cái quảng cáo này, thì người ta sẽ ấn vào cái nút mà người ta sẽ điền đủ thông tin một cách tự động. Ví dụ khi người ta ấn vào đăng ký một cái là Facebook nó sẽ tự động lấy số điện thoại của mình, tự động điền tên, và sau đó thì nó sẽ đẩy form đăng ký vào cho cái fanpage. Đấy là loại quảng cáo thứ hai. Loại quảng cáo thứ ba dùng để chạy chuyển đổi, đó chính là chạy quảng cáo, nó gọi là click to web. Đây, đó là lưu lượng truy cập. Dạ. Facebook, đây là Facebook này. Đây là quảng cáo fanpage, chỉ chạy Facebook ạ. Còn cái trên này là chạy landing page, thì thường là cái này chạy Google hoặc là chạy Facebook chuyển vào đấy. Thì khi mà chạy fanpage này thì chúng ta thấy là mình sẽ có 3 kiểu để xét được tương tác. Một là quảng cáo tin nhắn, hai là điền thông tin khách hàng tiềm năng, và quảng cáo thứ ba là chạy quảng cáo lưu lượng truy cập, và sau đó thì điều hướng người ta sang landing page. Mình sẽ điều hướng họ sang landing page. Thế đây là 3 kiểu quảng cáo để thu được tương tác. Mà cái này thì ví dụ như là cái câu chuyện mà anh chị đưa có chương trình khuyến mại, chúng ta đang muốn thu được nhiều người, người ta đăng ký tham gia cái chương trình khuyến mại, thì chúng ta chạy cái này. Đây đại tí, cứ xong đi ăn tí rồi ngồi xét từng cái. Tất cả tí nữa mình sẽ xét mẫu cho mọi người xem. Bây giờ trước tiên cứ biết tên á, rồi tí nữa mình sẽ xét mẫu từng cái cho nó dễ. Thì như vậy là đây nó là cái kênh chuyển đổi. Thì sẽ là website này, landing page này, fanpage này, và có thêm một kênh nữa mà hiện tại người ta đang chạy nhiều, đó là Zalo Form. Đó là chúng ta sẽ điền thông tin khách hàng vào trong cái mẫu của Zalo. Thì đây là các cái mẫu mà người ta hay chạy dùng để làm quảng cáo tương tác. Tương tác nghĩa là khi mà chạy xong thì khách hàng người ta sẽ phải có một cái gì đó người ta để lại cho mình, thì lúc đấy mình mới thu được thông tin. Còn các cái quảng cáo mà hiển thị mà không thu được thông tin thì nó rất là khó. Thì như vậy với cái phễu đầu tiên là website, thì chúng ta sẽ dùng phần mềm live chat, và chúng ta dùng phần mềm bắt số, đó là thằng WhatsApp để lấy. Với landing page, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng tương tự. Ở trên này chúng ta có form đăng ký và chúng ta dùng phần mềm live chat để dùng. Với fanpage thì có 3 kiểu quảng cáo. Thứ nhất là quảng cáo tin nhắn, quảng cáo điền thông tin khách hàng tiềm năng và chạy quảng cáo lưu lượng. Với loại thứ tư, Zalo Form là cũng là quảng cáo để điền thông tin. Đấy là cái kênh mà đang được sử dụng nhiều ở trong quảng cáo chuyển đổi. Và cuối cùng, ad là phần xe, nó có như sau. Ở kênh xe này thì chúng ta sẽ tiếp cận với khách hàng chắc chắn là ở trên YouTube rồi. Đây là phần vlog này. Cái thứ hai, chúng ta sẽ có Facebook này. Là chúng ta sẽ tiếp cận với khách hàng là ở trên fanpage này, ở trên group này, bằng cách là viết bài chia sẻ. Rồi chúng ta sẽ tiếp cận khách hàng trên TikTok này, bằng cách là chúng ta cũng sẽ tiến hành là diện quay các clip chia sẻ này. Cái thứ tư là chúng ta sẽ có phần chia sẻ nữa, là chúng ta sẽ viết được ở trên thằng blogger này, chia sẻ nội dung. Rồi chúng ta có website để chia sẻ thông tin chính thống. Đấy, thì đây nó là sẽ những cái kênh mà hiện tại trong digital sẽ phải làm để chia sẻ thông tin lên trên này. Ngoài ra thì nó sẽ có một số những phần nội dung khác mà có thể làm thêm được. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái kênh chia sẻ tài liệu, ví dụ như là slide share.
Hoặc chúng ta sẽ có những kênh chia sẻ, download. Ví dụ như là anh chị up lên trên thằng Forse này, đoạn Mediafire này. Thì đây là cái điểm chạm mà khách hàng người ta đọc thông tin chia sẻ. Và mình sẽ phải xuất hiện ở những chỗ này. Được chưa? Và đi kèm với những việc này, thì lúc này là tôi sẽ bắt đầu vào demo cho mọi người xem từng cái cách mà đơn vị người ta tiến hành xét quảng cáo. Đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành vào trong phần chú ý. Vậy thì trong chú ý xét quảng cáo như thế nào? Thì bây giờ tôi sẽ làm demo cái quảng cáo GDN cho anh chị xem. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu vào quảng cáo. Đầu tiên là chúng ta nhìn vào tài khoản quảng cáo của Google. Thì Google nó sẽ chia ra làm hai loại tài khoản quảng cáo. Đó là tài khoản cá nhân và tài khoản MCC. Và như vậy chúng ta nhìn thấy thì đây là tôi đương vào bằng tài khoản là tài khoản MCC, vì chúng ta nhìn thấy nó xuất hiện chữ gì đây? Ok. Và trong đó thì có rất nhiều tài khoản con. Đây là các tài khoản con, đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy đây là các tài khoản con của tôi này. Đây là tài khoản con. Và mỗi một tài khoản con này thì sẽ chạy được nhiều chiến dịch và nhiều tiêu điểm khác nhau. Bây giờ tôi sẽ nạp tiền vào các tài khoản này để chạy. Nạp tiền thì nó có hai cách để nạp. Cách thứ nhất là chúng ta dùng thẻ Visa và cách thứ hai dùng Momo. Hiện tại bây giờ thì anh chị nên dùng Momo, mọi người biết tại sao? Đầu tiên là dùng Momo sẽ được nó đỡ cho một cái khoản, đó là chúng ta sẽ đỡ bị mất cái khoản phí chuyển tiền. Nếu anh chỉ dùng Visa thì mỗi lần chuyển tiền nó sẽ lấy của chúng ta khoảng tầm 3-5% tùy đơn vị. Phí chuyển đổi ngoại tệ. Và từ nôm na là sẽ mất một khoản chuyển tiền. Nhưng mà dùng Momo này thì nó đỡ chúng ta cái khoản đấy. Nó tóm lại là nó khuyến khích cho mình. Và cái thứ hai nữa là làm thẻ Visa thì phải đi ra ngân hàng không? Ra ngân hàng chứ. Không làm ra ngân hàng làm sao cấp thẻ cho anh được? Thì chúng ta phải ra ngân hàng, nhưng mà thằng Momo này thì chỉ cần ngồi nhà, đúng không ạ, là chúng ta có thể nối được với cả tài khoản ngân hàng của mình rồi, không cần phải làm thẻ Visa, đúng không ạ, là chúng ta nối được. Đây, như tôi bây giờ là tôi chạy, tôi sẽ nối tiền vào đây. Hết tiền thì tôi sẽ nạp tiền vào. Nên mọi người thấy là khi mà chúng ta chủ động trong cái việc chạy này thì mình sẽ giải quyết được các vấn đề trong quá trình triển khai. Cái này tôi nối với cả một cái thẻ Visa của tôi là thẻ nợ tiền, cho nên là thẻ này thẻ 200 triệu cứ nạp tiêu tẹt. Tối thiểu là 160.000. Còn lại thì là thoải mái. Cái này thì cuối tháng nó có xuất hóa đơn, cho nên là nếu mà anh chị làm dậy hít thì bảo họ là cái này có thể xuất hóa đơn và trừ được thuế VAT. Cái này VAT hiện tại bây giờ là VAT nó thu là thu 5%. Tức là mình có thể dùng cái này để khai báo vào trong cái hoạt động lấy cái phí đầu vào. Tức là mình lấy cái thuế đầu vào. Vì hiện tại bây giờ Google, Facebook là đã tiến hành nộp thuế cho chính phủ Việt Nam rồi. Cho nên là mình có thể lấy được đầu vào được. Ok. Sau khi xong rồi, nạp xong rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu tiến hành là gì ạ? Xét quảng cáo. Bây giờ tôi sẽ xét cái quảng cáo GDN đầu tiên cho mọi người nhìn nhé. Bây giờ tôi sẽ xét cái quảng cáo GDN. Tôi tạo chiến dịch mới. Có. Tí nữa gửi ở trong nhóm. Có quay màn hình. Những cái thứ này làm.
cái thứ này đã làm phải đã bảo rồi là tôi đã làm từ năm 2006 đến bây giờ là nó đã trải qua rất nhiều nội dung rồi, còn lại chẳng qua là đang dạy mọi người đây, đang chỉ cho mọi người cái thao tác một cách thực tế. Thì lúc này tôi sẽ chọn, anh chị nhìn thấy đây là quảng cáo gì đây, có hiển thị đúng không? Ví dụ bây giờ là tôi sẽ chọn cái quảng cáo là gì, tôi sẽ quảng cáo hiển thị trên kênh YouTube cho khách hàng ở khu vực Hà Nội và Hải Phòng nhìn thấy cái cửa hàng của tôi được không? Ok, tôi làm sao GDN mà đây, mình sẽ thử từ cái một. Như vậy bây giờ tôi sẽ bắt đầu với cái đầu tiên nhé, là đây là một loại quảng cáo GDN hiển thị. Tôi sẽ quảng cáo cho những cái người ở quanh cửa hàng của tôi 2 km biết là cửa hàng của tôi ở đâu đúng không? Ví dụ tôi sẽ set cái quảng cáo cửa hàng ở 115 Thụy Khuê, bán gốm sứ và hiển thị nó là GDN. Và mục tiêu của tôi là GDN này tôi sẽ đặt lên vị trí là các kênh YouTube. Cái này chỉ tên, cái tên để sao mình biết cái chiến dịch này dùng để làm gì mà. Ok, làm demo. Thì để sau này ví dụ như là cái cửa hàng hỏi là họ muốn quảng cáo cho những người ở quanh khu vực của họ 2 cây đọc báo VN Express nhìn thấy quảng cáo được không, mình trả lời được đúng không? Thì ví dụ như là đây tôi sẽ nhập vị trí Hà Nội. À, nhiều người hỏi thì cái ngân sách này là bao nhiêu tiền? Ngân sách quảng cáo này bao tiền nhỉ? Khổ. Hôm trước đã học phần bảng Canvas chia hết tiền được đâu nữa. Hôm trước có phải là anh chị đã phân đối tượng rồi nhá? Phân đối tượng đấy phải chịu bao nhiêu sản phẩm, chọn kênh rồi đúng không? Kênh này gán bao nhiêu là chúng ta biết là tổng ngân sách là có thì chúng ta chia. Ví dụ như là cái kênh GDN này anh chị gán cho nó là 2 triệu một tháng. Ví dụ thế thì mỗi ngày là bao nhiêu tiền biết không? Thầy chia là 30 triệu một tháng. Không, ví dụ của anh chị là 2 triệu một tháng thì chia ra 30 ngày, mỗi ngày là anh chị có mấy chục nghìn để chạy đúng không? 6. Ok, nhưng mà của tôi thì danh ngân sách của tôi nó lớn. Đúng không? Của tôi ngân sách của tôi một năm một tháng của tôi phải 160 triệu. Chia ra mỗi ngày của tôi hiện tại bây giờ tôi được phép tiêu đâu đó 56 triệu một ngày. Mà nhiều kênh, các kênh thì ví dụ như ở đây tôi quy định cho thằng GDN này tao cho mày 500 nghìn một ngày. Kỳ vọng là gì ạ? Làm thế nào thì làm, trong vòng 3 ngày mày phải bán được cho tao một đơn. Đơn đấy tối thiểu phải là 10 triệu. Tại vì là tỷ lệ của bọn tôi là một đơn 10 triệu tôi sẽ lãi được 1,5 triệu. Thì ví dụ thế, đấy là xây dựng KPI. Còn lại là mục tiêu là nếu mà để 500 nghìn một ngày thì kỳ vọng phải bán được một khách. Khách đấy là bao nhiêu thì đấy là do mình chia. Ở đây chúng ta nhìn thấy nó có một cái là lưu lượng truy cập chất lượng cao, tự động tối ưu hóa đúng không? Thì phần này là ai sẽ là tối ưu? Ai tối ưu ạ? Cái này là Google tối ưu. Cho nên là ở đây nó có hai thao tác. Thao tác một là lúc mới chạy thì anh chị nên để Google tự làm. Còn sau khi chạy xong rồi thì sao? Mình tự điều chỉnh. Đây, đây này. Sẽ chọn là CPC thủ công. Thì ví dụ như tôi chỉ cho tối đa là 3,5 nghìn thôi. Mày làm gì làm, tao không được phép cho mày tiêu quá 3,5 nghìn một click, được không? Tại vì cái này là do mình đã tính tỷ lệ từ trước rồi. Cái việc này là việc cấu hình làm được. Sau đó mình chọn là ở đây nó có là tiêu chí nhắm mục tiêu. Và tôi chọn đây là vị trí đặt, được không? Thì chỗ này chúng ta sẽ bắt đầu vào, ở đây chúng ta nhìn thấy nó sẽ có một cái, đó chính là phần nhập. Thì tôi sẽ đi vào trong kênh YouTube. Tôi có thể search cái từ là liên quan tới vấn đề về gốm sứ đâu. Thì ví dụ như là ở đây chúng ta nhìn thấy có một cái page nó tên là gốm sứ Hoàng Phát, nó trả tiền quảng cáo đúng không? Đây này. Đây. Thì như vậy là ở đây này ông này mất tiền chưa? Mất rồi. Ok, ông đã thu được một lượt khách vào đây chưa? Ông mất nhiều mà, ở đây là kênh của ông ấy này, kênh ông có 11.400 người xem đấy. Tôi tóm lấy cái trên này của ông ấy. Nhưng không tính là xem 30 giây ở thành, chỉ cần vào là mất tiền thôi. Thì ví dụ, kênh này của ông ta là đã có khách hàng của tôi chưa?
ok, thì tôi sẽ lấy cái đường đường dẫn của ông này, tôi dán đây. Thì nghĩa là cứ khách hàng mà xem cái kênh của ông này thì sẽ nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy clip của ông. Nhìn thấy quảng cáo của mình, ok. Thì đây chính là quảng cáo GDN và chọn vị trí. Đấy là kênh YouTube, được chưa? Hiểu cái đấy không? Thế thì mình cười trên kênh đối. Nhưng mà thấy cái YouTube bây giờ nó có check là ví dụ như là mình click 2-3 lần liên tiếp thì nó có... Tất nhiên nó chỉ cho phép là trong vòng, ví dụ như là bây giờ nó quy định trong 2 tiếng chỉ cho ông click một lần thôi. Hết tiền đi à? Không được, YouTube nó làm rất chặt. Rồi tiếp. Như vậy là tôi cứ xế sớt những cái thằng nào mà có lượng người xem nhiều ở đây thì tôi sẽ làm gì? Thế như vậy với tôi. Chúng ta nhìn thấy là gì? Họ đã bỏ rất nhiều tiền họ quảng cáo thì mình có thể tận dụng bằng cách là mình vào những kênh của họ. Được không? Đây là như ông này đưa quảng cáo phát trực tiếp này. Nhưng mà cái này là gọi là official vậy này. Sao anh? Anh thích quảng cáo ở kênh nào cũng được. Không quan trọng. Nhưng mà ý nói là mình làm như vậy là có phải là giống như là mình đang ăn cắp không? Đâu phải ăn cắp đâu, mình trả tiền để xuất hiện mà. Cái này nhưng mà xuất hiện trên trang người khác cũng được. Nhưng mà mình xuất hiện trên trang người khác. Ở ngoài kia có hai bạn trực giảng của anh ra dẫn họ anh vào đây này. Ok. Mình xuất hiện trên trang của người khác thì giống như là mình người ta biết thì người có sao đâu, tại vì là người ta khi mà up video đây là người ta đã chấp thuận với cả cái điều khoản của Google là cho phép Google khai thác cái việc quảng cáo đấy rồi. Khác gì ví dụ như anh tham gia một cái show truyền hình. Sau đó anh ký với người ta một cái thỏa thuận là cái mặt của anh sau này được người ta toàn quyền khai thác thì anh làm được cái gì? Rồi được phép. Ví dụ như giống như là mình nó bị cái đồ gối của kia đúng không? Như kiểu này là mình sẽ vào trang kia xong nó sẽ nhận. Thì thằng khác cũng thế mà, với bản chất thì Google có lợi mà, thằng Google đứng giữa. Mình vào cái link YouTube của mình là mình thấy quảng cáo của mình đâu, nó lên quảng cáo. Thì tất nhiên mình quảng cáo cho mình làm gì nữa? Bởi vì là nó vào cái link của mình rồi, mình cần gì quảng cáo mình nữa. Vậy là cái ví dụ như clip đó là mình đang coi một người khách nào đó vô coi clip đó là ở giữa những cái đoạn không từ đây là quảng cáo GDN. Quảng cáo GDN này là nó có hai loại quảng cáo nhá. Cái loại quảng cáo mà anh chị vào đây mà chúng ta thấy nó ở phía đầu đây cái này là quảng cáo YouTube. Còn cái bên này nhìn thấy cái bên này không? Rồi, và hoặc là khi nó nằm ngang đây này. Mình sẽ hiện đi cùng với đội này. Đây cái nằm ngang ở giữa này thì không phải là trong video gì đúng không? Thì tất nhiên trong video này là quảng cáo YouTube. Là mắc hơn đúng không mày? Thì nó loại khác tí xét. Đấy, nhưng mà nếu mà để cho đeo vào tuổi nữa thì là phải chạy thêm cái gì? Đó là ví dụ nó sẽ hiện mình bên này đúng không? Sai. Như sau này một trang của mình nó sẽ hiện kiểu sang bên này. Một là nó ở đây này. Trên đấy. Có chữ gì đây? Tức là nó sẽ dẫn vào website của mình. Còn loại thứ hai nữa nó có một cái banner nằm đây. Banner tự dưng nó mua ra. Xem cái này có không anh? Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi thì đang có mặt tại Sốc Trung Gốm Sứ Giang Tây. Xin kính chào quý vị cùng các bạn. Lời đầu tiên thì cho phép em. Thế thôi, bỏ chúng ngồi đi thôi. Mà chúng nó không quay phim. Giống như là bị cắt vô đây thì ủa nhưng mà có thể nó lại nhưng mà nữa. Nhưng mà cho mình hỏi ví dụ như là nếu mà cái thằng như thầy đi. Dạ. Thầy biết là người khác sẽ vô cái trang của thầy nếu mà thầy làm tốt, người khác thì vô để mà theo đuôi đúng không? Vâng. Xong rồi bây giờ thầy vô, thầy thấy vậy thầy có đuổi ra được không? Không đuổi được. Không đuổi được luôn. Nôm na này là anh đã hot trên hệ thống của thằng này là anh đã ký với nó một cái thỏa thuận là nó toàn quyền sử dụng của anh rồi, anh chả làm gì cả. Nếu anh không muốn nữa thì anh chỉ thoát ra khỏi nó đấy, còn đây không làm gì được cả. À vậy hả? Hiểu không? Là mình vẫn phải theo. Chỉ chứ, tại vì đây là hệ thống mà anh đang dùng của YouTube mà. Chứ không đuổi ra được. Thế nhưng mà khi mà người ta ấn vào cái quảng cáo của mình ấy ở trên cái YouTube này, xong nó sẽ vào cái page của mình không thì
dùng công cụ gì để cho nó đuổi theo tiếp? Dùng Pixel hoặc là dùng Google Tag, mình dùng mã theo dõi. Chả đây, chả biết đây là gì nữa. Thế này. Các bạn em chưa xuống. Còn chưa xuống à? Thế này. Thế này mày đi vô. Ok, thầy cái này. Okay. Ô, thích mà. Được tiếp. Như vậy là chúng ta nhìn thấy là tôi có thể xét quảng cáo ở đây được đúng không? Xét ok. Nói tu chung là giống như kiểu bây giờ anh làm một chiếc xe ô tô đúng không? Số km dây ở trong đấy nó trải dài bao nhiêu đấy, người ta bảo kinh quá đúng không? Thì ví dụ là ở đây tôi không chọn cái mà tôi chọn của YouTube này được. Đúng không ạ? Xong nhá. Ủa nhưng mà cái này nó có link vô link Facebook không thầy? Ví dụ như URL này là chỉ là một đường link thôi thì Facebook có được không? Facebook không được. Không được. Facebook có chỗ nào đâu mà hiển thị. Nó phải là những cái đối tác mà là đối tác của thằng Google nó mới cho lên. À, cái này đúng không? Rồi ví dụ như bây giờ tôi bảo tôi thích xuất hiện trên VnExpress được không? À đúng rồi. Đúng rồi. Đấy VnExpress. Lên Dân Trí được không? Bao nhiêu trang lên hết. Nhưng mà giá VnExpress lại cao rồi. Thì tất nhiên phải chấp nhận, nhưng mà mình đã cố định tiền rồi, tôi chỉ cho 3.500 thôi, lên thì lên, không lên thì thôi. Thì bao giờ đến lượt chống mình lên? À, thì khi nào mà nó nghèo không còn ai nữa thì đến lượt mình. À. Nhưng mà thường là một click ở trên hệ thống này nó khoảng tầm 1.200 đến 1.800. Ồ. Không đắt đâu. Nghĩa là... Alo. Cảm thấy nhìn khách. Úi giời, lên tầng 6 à, rồi, rồi, từ từ, nên đứng dậy, đứng dậy. Nhìn khách thì không căng, căng căng quá. CPC là top per click đúng không? CPC là cost per click. CPC là cost per click. CPM là à CPA chứ. Ủa rồi làm sao mình biết cái đó là tỷ lệ chuyển động? Nó tính được click của anh. Tức là câu chuyện nó như thế này. Nó phải mua. Thôi từ từ để em nói cho anh dễ hiểu. Là tất cả những cái người dùng internet thì thằng Google nó đều biết. Thông qua một cái việc là máy tính của chúng ta có cài cookie. Được chưa? Khi anh truy cập vào web của nó sẽ biết được là anh vào trang đấy và anh có hành vi là kích vào quảng cáo của nó hay không. Và từ đó nó sẽ tính nhận tiền ở từng quốc gia. Ví dụ như là quốc gia ở Việt Nam, chúng ta là nước vẫn gọi là thế giới thứ ba, là quốc gia nghèo. Thì cái CPM của mình là nó rất rẻ. Tại vì là lượng người ở Việt Nam là rất nhiều người vào, nhưng mà ít click. Và click của mình nó không có chuyển đổi. Cho nên là người ta sẽ phải trả nhiều tiền để thu được một click có chuyển đổi, cho nên là CPM nó sẽ rẻ. Còn thằng nước ngoài, tại sao nó trả lên đến tận 25 đô cho một CPM? Là tại vì là ở quốc gia nước ngoài là họ tính được là lượng người xem như thế nó ra là chuyển đổi. Và sau đó thì cái khách hàng người ta cảm nhận thấy là gì? Chơi với thằng này nó có lợi, thì từ đấy nó mới giải quyết được vấn đề. Ok, hiểu ý thầy. Nhưng mà vấn đề cái đó là trên Google. Còn ví dụ như hồi nãy thầy nói là cái C3 là tỷ lệ chuyển đổi á. Là mua á, thì làm sao biết là đấy thì lại nói tiếp, anh hỏi rất đúng đấy. Câu này hỏi rất đắt đây này. Tại vì nó liên quan đến vấn đề về quảng cáo. Đối với Google Search thì như vậy thông thường C3 là cái này là số đơn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái C2 là số click đúng không? Đúng rồi, cái này thì ok. Tại vì là chúng ta nhìn thấy là khi mình vào Google Keyword Planner mình có biết bao tiền một click không? Thế này, nó cho giá luôn to đùng luôn này. Bao tiền một cái là nó cho mình biết thế này. Đây, ví dụ về từ gốm sứ Bát Tràng đi. Muốn biết bây giờ phải trả bao tiền để cái từ gốm sứ Bát Tràng lên top được đúng không? Thì như vậy là ở đây chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có hai khoảng tiền 1.200 đến 5.200 đúng không? Thì như vậy là nếu muốn lên được đầu thì phải trả trên 5.200, còn nếu mà xuất hiện được thì phải trả trên 1.200. Nhiều quá nhỉ. Ok. Thì như vậy là chúng ta ở đây là chúng ta sẽ có được là cái chi phí quảng cáo, chúng ta biết chưa? Biết chưa? Chúng ta lấy chi phí quảng cáo chia cho giá tiền ra số click không? Có. Ok, như vậy đối với Google Search C2 tính bằng là ngân sách quảng cáo chia cho giá của một click. Cho nên là nếu
anh chạy nhiều từ khóa thì sẽ phải lập nhiều bảng 3C không? Đấy thì đấy chính là vấn đề. Nhưng mà ông quảng cáo ở Việt Nam là các bố hay chơi đánh đồng với nhau. Các bố quảng cáo cả một đống từ khóa cho một chiến dịch nên kết quả nó sẽ thế nào? Thế là nó không chuyên, thứ hai nó không đạt được tỷ lệ chuyển đổi. Người tiếp về câu chuyện là cái tìm kiếm C1. Cái tiêu chuẩn của quảng cáo Google Search C1 của nó sẽ bằng C2 chia cho 15%. Tại vì cái quảng cáo Google Search này, cái thành công tối thiểu đó chính là chúng ta sẽ có là gì? Là có lượt click trên lượt xem nó phải lớn hơn 15%. Còn nếu mà nó dưới 15% thì nghĩa là cái quảng cáo đấy của mình nó sẽ có vấn đề. Ok, nó là tiêu chuẩn rồi. Cho nên nhìn vào một cái quảng cáo tôi sẽ biết ngay được là có hiệu quả hay không hiệu quả khi nhìn thấy chỉ số này. Cứ nói nôm na là 100 người thấy thì phải có 15 người click. Còn nếu mà anh không làm một điều đó thì nghĩa là quảng cáo của anh bị sao? Quảng cáo của anh nó không đúng. Ủa nhưng mà như hồi nãy thầy nói là ở Việt Nam mình là cái lượng click nó là thấp nhất đúng không? Đúng. Là hiện tại là bao nhiêu? Không, ở Việt Nam thì cái CPC nó không qua không. Đây là CPC nhá. Còn cái CPM kia đừng nói đến vấn đề đó là cái chi phí khác. Cái GDN là CPM nhé. CPM là tung lên là hiển thị. CPM là chi phí trên 1000 lần hiển thị. Còn CPC là chi phí trên 1 lần click. Người ta chỉ cần nhìn thấy à không, đây ý mình nói đang nói là đó cái C1 á. C1 này nó không phải là CPM. Vậy không phải. C1 này là cái ở đây chúng ta được hiểu nhá. Với quảng cáo Google Search là khách này là khách có nhu cầu rồi. Đúng không ạ? Tại vì là người ta search trên Google là người ta có nhu cầu người ta mới search đúng không? Chuẩn chưa? Thì khi mà người ta có nhu cầu người ta search thì chúng ta sẽ thấy một vấn đề là gì? À đây là khách có nhu cầu cao thì chúng ta phải yêu cầu tối thiểu là tỷ lệ click phải trên 15%. Còn nếu mà họ không vượt qua tỷ lệ này suy ra là chất lượng khách sao? Không đúng thì suy ra là mình quảng cáo nó không được. Anh phải chỉnh lại, thứ nhất anh chỉnh lại đối tượng, anh chỉnh lại quảng cáo, anh chỉnh lại từ khóa, thậm chí anh chỉnh lại cả website. Thì cái phần 15% này nó giống như là một cái liều thuốc, nó quy định là sau khi mà ông chạy cái này rồi thì ông bắt buộc phải vượt qua. Ông không vượt qua được là ông thua. Được chưa? Cho nên là tại sao mà làm quảng cáo mà không biết được tỷ lệ này thì chúng ta sẽ không xét được. Còn biết cái này rồi thì thứ nhất là cái giá, cái C2 này chúng ta tính được luôn, ngân sách với cả click tính đúng không ạ? C3 này là cố định này, C2 này là cố định này, và C1 này theo tỷ lệ này thì cứ đi cái tỷ lệ này mà áp vào quảng cáo là chuẩn. Thì đây là Google Search. Cái thứ hai là chuyển sang quảng cáo thứ hai, đó chính là quảng cáo GDN. GDN này thì C3 thì như nhau không? C3 số đơn vẫn do chúng ta quy định. C2 thì bằng gì ạ? Bằng ngân sách quảng cáo chia cho 1.800. Chúng ta fix giá này rồi. Còn nếu mà ai thích để cao lên 3.500 tùy, để 5.000 tùy, đấy là do anh chị tự đặt. Nghĩa là chúng ta chấp nhận bỏ tiền để lấy được một cái click với cái vị trí đấy. Được chưa? Bây giờ khó nhất là C1. Google search thì anh search đây. Thì nó gọi là quảng cáo Google search. Còn hiển thị là anh bảo báo dân trí, báo báo gì đó, đó là do anh. Không sang thì cái này rất khó. Cái riêng cái quảng cáo này nó là một cái cực kỳ khó. Chạy đến bây giờ tôi chạy gần 20 năm nay rồi thì mới tổng hợp ra được một cái kiến thức kiểu như này. Còn anh chị lên mạng mà đọc thì không có thằng nào nó dám tổng hợp ra cả. Tại vì nó là một vấn đề liên quan đến việc từ là kinh nghiệm, kiến thức và cái nữa là cái tư duy liên quan đến vấn đề về việc trình bày thì mình mới nói được là nó là công thức như thế này. Còn lại là lý thuyết các ông kia không giải quyết được vì các ông đấy không có tư duy trong cái quá trình phân tích. Tại vì nhiều đứa nó còn đâu có hiểu, tức là bản thân như này là cái đưa những cái bảng tỷ lệ này ấy, là nó sẽ lấy trong từ các cái phần liên quan đến về tài chính. Anh em mình làm tài chính thì biết. Sau đó thì bắt đầu nó là đánh giá và đo lường. Thì mấy ông kỹ thuật nhà mình thì chạy quảng cáo là hay là những ông tay ngang từ nghề nào đó cũng chuyển sang. Và sau đó ông ta biết một số thứ theo kiểu là biết được thủ thuật, biết được tip, biết được trick. Thế là ông ta làm, sau đó ông ta không hiểu cuối cùng tại sao nó là như vậy. Nên nó chạy đến một ngưỡng nó bắt đầu tất cả bỏ hết. Tại vì đến ngưỡng đấy là chi phí quảng cáo đắt lòi lên là sẽ không làm được.
Tức là mình phải hiểu là khi nào nó đắt, khi nào nó rẻ, khi nào nó chạy được. Thì lúc này là cái câu chuyện của cái phần liên quan đến việc là Google Search thì nó sẽ tỷ lệ này. Còn cái thằng GDN thì nó sẽ lại là gì? Nếu C1 này được tính là nếu không có tiếp thị lại. Ở đây mọi người hiểu cái không có tiếp thị lại để nghĩa là gì không nhỉ? Tức là không vào. Trong quảng cáo GDN nó có một tính năng, đó chính là cho phép chúng ta quảng cáo lại những người trên một số cái thuộc tính mà chúng ta biết, thì tí nữa tôi sẽ trình bày. Ví dụ thằng giả sử này nhá. Lại quay lại cái câu chuyện là gì? Tôi sẽ lên Google. Đây tôi lên Google, tôi search cái từ là từ gốm sứ Bát Tràng. Ok. Thì nó sẽ liệt kê ra một loạt những công ty quảng cáo ở đây đúng không? Đúng chưa? Đây những công ty quảng cáo này. Và những ông quảng cáo này thì đương mất trung bình là 5.000 mấy được một click. Vừa xem còn gì nữa. Thế như vậy tôi vừa kích đây là chỗ này mất. Bố nó mất 15.000 rồi. Trên đầu đó đúng không? 15.000 rồi. Ok. Tôi là lấy điện thoại tôi cắm 3G tí tôi vào tôi kích cho mỗi ông một phát nữa là mất 60 rồi. Đến nơi. À, tôi cầm một đống điện thoại tôi ngồi tôi kích thì sao? Thì mất nhiều tiền. Thế thì tiền đâu cho vừa. Đúng chưa? Thì như vậy là về bản chất là thằng Google này sẽ vẫn bị mất một cái lượng rất nhiều là những người click one. Đúng chưa? Và giá nó đắt. Giá nó rơi vào khoảng tầm đâu đấy nó là 5.000. Thì thằng quảng cáo GDN chúng ta thấy giá chúng ta có thể biết nó khoảng tầm 1.800-2.000 thôi. Như vậy là về cơ bản nó rẻ đúng không? Thì thằng Google nó cho phép như này, là chúng ta có thể quảng cáo tới những người đã từng vào trang web này. Đấy là thuộc tính người ta gọi là tiếp thị lại. Và như vậy thì tôi sẽ đi tìm tất cả những cái ông web này, những cái ông mà đang đứng ở vị trí ở chỗ này. Và tôi chọn nó là thuộc tính là tôi sẽ chỉ quảng cáo tới những người đã từng vào trang web này thôi. Thì như vậy nó gọi là quảng cáo tiếp thị lại. Và việc đấy là một phương pháp thông minh để chúng ta tiếp cận được khách hàng mà sao? Rẻ. Chi phí đấy rẻ, đấy là một. Thứ hai, thằng Google nó cho phép chúng ta tạo ra một tệp, nó gọi là tệp những người tìm kiếm từ khóa. Ví dụ như bây giờ, hoặc là cứ nói qua thế tí demo, không nói lại khó hiểu. Ok, như vậy nếu không có tiếp thị lại thì C1 này sẽ tính bằng C2 chia cho 1%. Nếu có tiếp thị lại thì chúng ta sẽ tính C1 bằng C2 chia cho 7%. Nhưng mà cái C2 ở trên thì nó sẽ tính là nó gọi được GDN là click. C2 này là số click, mình vẫn tính theo click mà. Quảng cáo GDN vẫn chỉ mà tính tiền khi có click, hiển thị ra bao nhiêu không biết. Tức là đấy là cái hay của thằng Google. Google là gì? Nó nói với mọi người là tao rất là công bằng với mày. Kể cả quảng cáo có hiển thị 1 triệu lần nhưng không có thằng nào click thì không mất tiền. Chính xác. Cho nên là nếu chúng ta quảng cáo GDN thì mặc định đó là trong đó có một phần về PR thương hiệu. Nhưng mà nếu trên mấy cái kênh mạng này thì nó vẫn tính là trên lượt hiển thị. Không, nó không tính. Thế nó mới hay. Tại vì nó tính bài toán xác suất rồi. Chắc chắn là anh hiển thị là sẽ có người click. Hiện tại bây giờ là cái quảng cáo này của mình là chỉ là quảng cáo hiển thị trên web, không bật pop-up. Tức là nó chỉ là quảng cáo đặt lên trên cái trang đấy cho những vị trí mà Google quy định. Ok, thì như vậy là với hai công thức này là anh chị có thể tự tính được search cả GDN chưa? Được chưa? C3 là số đơn anh quy định mà. Anh tự chọn mà. Anh gán, anh tự gán nó. Và anh dùng cái này để anh test. Nếu cái này nó test đúng thì nghĩa là cái này phù hợp với việc kinh doanh. Còn không đúng nghĩa là anh sẽ điều chỉnh lại. Không, ý mình hỏi là làm sao mình xác định được cái số C3 của mình để mình biết là cái quyền quảng cáo của mình nó có hiệu quả hay không. Số đơn là cái số đơn này C3 là cái gì? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này do anh gán mà, anh tự gán. Ví dụ như mà mình gán nó là 50 đi xong rồi thì khi mình chạy thì quảng cáo làm sao mình biết là nó có hiệu quả hay không? Anh sẽ quay lại tiếp. Thì như vậy là khi mà anh chạy quảng cáo đúng không? Đầu tiên là cái ngân sách này anh biết chưa? Đúng không? Thì anh cứ tiêu thôi. Anh có quy định được rồi mà. Ví dụ như anh có 5 triệu tiền quảng cáo, bắt buộc phải ra 10 đơn. Thế như vậy 5 triệu là phải bao ra được một đơn không? Đúng không ạ? 50 triệu để chạy ra được 10 đơn thì chỉ trả 5 triệu ra một đơn. Thế anh cứ tiêu hết 5 triệu mà anh thấy nó không ra được thì suy ra kênh có vấn đề. Còn các tỷ lệ này là tỷ lệ do mình đưa ra để mình điều chỉnh. Nhưng mà thường là phải chạy 1-2 chiến dịch để mình
biết được cái khoảng là khoảng bao thì vấn đề câu chuyện nó vẫn phải gán trước. Nguyên tắc vẫn phải gán trước, nghĩa là anh vẫn phải gán trước là anh được cho phép. Cái này chính là trong cái bảng canvas mà chúng ta làm đấy. Chúng ta làm bảng canvas đấy là chúng ta đã gán trước hết rồi. Chi phí anh là 5 triệu, anh bắt buộc phải ra 12 đơn. Đúng. Mà may mắn nếu mà chạy chỉ hết 500 nghìn mà đã ra 2 đơn rồi thì sao? Thì nghĩa là anh đã tìm ra được một cái kênh phù hợp với cả cái sản phẩm này thì ngay lập tức anh phải viết nó lên. Thì cái việc đấy nó chẳng qua là gì? Làm việc thì nó phải có kế hoạch. Mà kế hoạch sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Mọi người hiểu cái này không ạ? Cho nên lúc này nó mới giải thích một vấn đề. Là tại sao bây giờ các anh chị thấy cái này hay mà không dám chạy? Mọi người hỏi lý do tại sao? Hay mà không chạy? À, ví dụ chúng ta thấy là gì, quảng cáo rất hay nhưng mà tại sao nhiều người không dám chạy? Tốn tiền. Anh đã tiêu chưa? Chưa không tính. À thì đấy, anh chưa tính, anh không tiêu tôi biết được. Tôi lại kể cho mọi người hai cái câu chuyện. Đầu tiên là cái câu chuyện là tôi bán dao mèo. Thứ nhất là dao thì có được bán trên Facebook không? Không. Nó là vũ khí đúng không? Nhưng mà trên Google thì lại bán được. Tại vì nó liên quan đến từ khóa dao mèo, dao la sĩ, dao kiếm gì gì đó, nó tóm lại có từ khóa. Nhưng bây giờ em thấy nó trên Facebook bán rồi. Bán đấy là không có quảng cáo. Nguyên tắc quảng cáo nó duyệt mà, nó duyệt đâu, đâu cho đâu. Thế như vậy câu chuyện bây giờ là gì? Là mình phát hiện ra là dao mèo thì có thể bán được trên Google do chạy quảng cáo. Thì lúc này câu chuyện là gì? Là sẽ có người bảo là làm mà có người bảo không làm đúng không? Vậy thì đối với những người mà làm quảng cáo thì bọn tôi chỉ cần biết là gì? Một con dao mèo thông thường bán 220.000 sẽ lãi đâu đó được khoảng tầm 90 sau khi trừ những chi phí. Và tôi chấp nhận là cho đi ở đấy 30% tiền quảng cáo, thế là 27.000. Một từ khóa ở trên tầm Google search từ dao mèo, dao la sĩ trung bình hết khoảng tầm 2.500 đến 3.000 click. Thế như vậy có tỷ lệ chưa? Như vậy tôi có 27.000 và tôi cứ chia cho 3.000 đi. Như vậy thì 9 người xem thì sẽ sao? 9 người xem có 1 người. 1 người mua đúng không? Ok, viết thử quảng cáo. Nếu mà đạt được tỷ lệ đấy thì sao? Thành công. Cách đây 4 năm tôi bán dao mèo, tháng cao điểm nhất tôi bán được 5.000 con. Kiếm được rất nhiều tiền từ cái vụ đấy. 5.000 nhân cái 6 chục. Trừ đi là 6 chục. 63 cũng nhân lên. Thế như vậy đó là một cái câu chuyện là gì? Đấy là test thử. Cái thứ hai nữa là bán đĩa mài sứ tê giác. Cũng không được bán đấy. Thứ nhất là đĩa mài sứ tê giác. Có ai đi ra ngoài đường, có ai đi ra ngoài đường hỏi không? Không đúng không? Một người ta lên mạng người ta search. Thế cuối cùng một người biết bán cho anh nhiều nhất không? Bán cho anh. Tao bán cho anh được 47.000 đồng. Thì các anh mới tịch thu nhiều nhất cái gì cơ? Các anh tịch thu nhiều nhất thì các anh cần đúng không? Cần xong thì các anh đến toàn bảo em ơi, bây giờ mày bóc cái này ra và ghi cho anh 900.000 đĩa vào. Mua cái đĩa của mình bán 250.000, bóc giá ra, ghi 900.000 ở đấy. Để anh làm gì? Mà mình yếu. Nhưng mà yếu cái sừng đấy là toàn 100 triệu. Chẳng lẽ anh yếu cái đĩa có bao nhiêu tiền? Thế là nhập cái đĩa đấy 20.000. Ngày xưa đầu tiên bán là chỉ dám bán 150 thôi. Nghĩa là đâu đó là 50 lần, 5 lần rồi. Nhưng mà sau đó thì rõ ràng là gì, mình thấy rẻ quá nên không mua. Tẩy giá đắt lên. Thì đây chính là câu chuyện hay của việc này. Nghĩa là khi mà chúng ta biết được công thức này rồi thì chúng ta bắt đầu sang một việc. Đó chính là bán cái gì cũng được. Đúng không? Miễn là cái này thỏa mãn tỷ lệ chuyển đổi là chúng ta sẽ làm. Ok. Rồi, xét tiếp nha. Như vậy tôi vào quảng cáo tôi xét tiếp. Thế là vào đây, cứ đi tìm thôi. Những cái trang nào mà có lượng người xem nhiều, chơi hết. Anh chị vào phần tin tức này. Gõ tin tức. Thì chúng ta thấy có báo Thanh Niên này, báo VN Express này, báo Dân Trí này, báo Tuổi Trẻ. Vào hết. Cho nên lúc này có thể hỏi lại một câu nữa. Anh chị thấy là kiếm 75 triệu một tháng dễ không? Theo công thức thì dễ. Nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là anh chị có muốn thử không thôi. Phải test chứ. Không test thì có mà còn lâu mới giải quyết được vấn đề. Cái chuyện mà tôi kể với anh chị mà khi mà tôi đã kể ra rồi thì sẽ sao? Cái chuyện mà khi đã kể ra rồi thì thế nào? Nó phải xảy ra rồi. Nó xảy ra rồi là quá khứ rồi, giờ không làm nữa đâu.
lúc bắt đầu tôi làm thì còn được, bây giờ sờ vào còn sao mà làm được nữa. Cái thời mà bán rau mèo lúc ấy làm được là tại vì ở trên Điện Biên là các đơn vị vận chuyển của VNPT là họ sẽ đóng lên một cái dấu, cái này nó không phải là dao mà là dụng cụ nhà bếp thì mới có thể chuyển hàng COD đến tận nhà được. Thì lúc đấy mới có lợi thế cạnh tranh, nhưng sau đó bán nhiều quá thì công an cũng vào cuộc và tóm hết tất cả phương tiện không cho vận chuyển nữa, giờ vận chuyển khối sao vận chuyển được. Bao nhiêu rồi vẫn giao số lượng ít thì không sao, giờ chuyển nhiều không cho nữa, mà bán ít thì được bao tiền đâu, chuyển nhiều thì nó mới là số. Đấy là cái nhưng mà các bạn đấy mà bán là bạn chuyển mỗi nhà chuyển bán cách gì thế đấy tôi, nhưng mà giờ nó còn nhiều nữa. Ngày trước của tôi chuyển toàn chuyển công điện nhà nước và đánh cả xe ô tô đến đâu đấy thì mình mới cứ chạy lên số lớn. Ok xong nhá, nhắm mục tiêu ấn tiếp tục, sau đó cho chèn website mình vào thôi. Đây, tên doanh nghiệp. Cái này không có website thì có làm được chạy được. Có website thì kéo cái Facebook đi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ ấy, là anh phải làm web, anh phải có nhà chứ, không có nhà bán làm gì. Trong nhiều hack người ta đâu có làm web đâu mà. Thì thế mới đang nói chuyện là người ta cả công ty to như thế mà không làm được cái website, nếu có mấy triệu vàng. Nó có một điều này là khi mà chuyển qua Facebook ấy thì cái điểm chất lượng của quảng cáo rất kém. Tại vì anh cứ hiểu nôm na là cái trang Facebook đấy nó không có dữ liệu gì cả, nó không được đánh giá tốt. Đúng rồi. Làm cái kiểu landing page được cũng phải. Được. Biết là anh áp lên. Tức là cái vấn đề là gì? Là cái việc mà để làm liên quan đến kinh doanh ấy, là chúng ta phải có tên riêng. Nó giống như là thương hiệu của mình không làm thì làm sao mình phát triển được. Thì điều đó nó sẽ tạo ra được cái hiệu quả cho mình. Thì bắt đầu tôi dán vào đây thôi. Hình ảnh này thì lấy ở đâu ra? Hình ảnh này mình phải chụp sản phẩm. Như ở đây là tôi quảng cáo cửa hàng cho nên tôi sẽ để cái gì đây? Mặt tiền vào. Nhưng mà em ở trên đời cái hình ảnh mặt tiền cũng như là trong nội dung mặt tiền nhiều thông tin thì nó có bị ảnh hưởng đến cái giá. Không, nó trải thử. Đây, gắn link vào thôi. Anh chị nhìn thấy cái này tôi chạy mấy trăm nghìn người xem rồi. Tôi đã chạy cái đường link này 307.000 người xem. Nói dán link vào. Sau đó thì mình viết mô tả thôi. Thì cái này nó rất tốt cho việc quảng cáo hit này. Như vậy là anh chỉ thấy là các hit này có thể đẩy quảng cáo của mình lên trên các trang báo lớn mà chi phí rẻ không? Nếu mà có 100.000 một ngày thì nhân lên đây để lên báo thì cũng là tiếp cận nhiều lắm. Mà cái nữa là hình ảnh nó xuất hiện được nhiều. Đó là hình ảnh nó xuất hiện được nhiều.
Rồi tạo quảng cáo. Ấn tiếp tục. Như vậy chúng ta nhìn thấy là tôi sẽ thu được bao nhiêu cái người vào xem đây? Đây giá trung bình của cái quảng cáo này là từ 300 đồng đến 1.200 đây, đây chúng ta nhìn này, đây này. Như vậy là cái chi phí nếu mà chạy GDN này thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với quảng cáo Google Search. Và nó có thêm đặc thù nữa. Search thì có bao nhiêu vị trí hiển thị? Một. Khi anh search ở trong Google chạy trên máy tính thì nó sẽ có là 7 vị trí 4 trên 3 dưới. Còn nếu search vào điện thoại thì nó chỉ có 5 vị trí 3 trên 2 dưới. Thế như vậy thì có 10 ông để vào đấu giá hay sao? Nó cao không? Nhưng còn quảng cáo GDN thì vị trí thì sao? Nhiều. Có quảng cáo ngát. Nhưng mà tỷ lệ thành công thì À, thích thế đó bảo tất cả câu chuyện đó là câu chuyện tỷ lệ. Anh đã lên bảng 3C tính được rồi, anh lập ra cái bảng KPI thì việc của anh là anh thử chứ ai biết được đúng không? Giống như bây giờ cái câu chuyện là gì, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Khoa biết là thành công không, tỷ lệ không có đúng không? Nhưng vấn đề đấy là sự lựa chọn. Ủa, nhưng mà với lại cho hỏi cái này, ví dụ mà nó không, ví dụ như cái người chết mình biết là đối thủ nó làm mạnh, cái người chết bây giờ mình cứ tấn công vô cái nhà của nó để đúng rồi chính xác, cho nó có tiền, cho nó có tiền, anh mua lên đặt lên cái điện thoại anh người cứ đúng rồi nên anh mới thấy là tại sao sinh ra cái phone farm đây, đầu tư một con phone farm 50 con máy, sao lại mua thêm một đống proxy nữa, nó ngồi nó cày cho thì cũng mà nát toét. Nữa. Ừ. Thôi làm người ai làm thế. Bây giờ kêu hãy hát là cứ ngày làm chục cái clip thôi. Mỗi nhân viên khoảng ai thì. Ôi. Nói chung là không nên anh ạ. Không nên. Không nhưng mà nó làm nó mạnh lắm thầy. Biết là thế nhưng mà thôi. Nó tóm lại là sau này cho nó quả báo. Thôi cho nó bị quả báo. Sau này quả báo đến mình không nên làm thế, sau này có quả báo. Không, thực ra thì cái chuyện này chia sẻ với mọi người một câu chuyện thật. Tôi làm cái nghề này là tất cả các thủ thuật đấy tôi đều biết. Và thậm chí có kể với anh chị về cái câu chuyện là những cái giai đoạn đầu của Google này bọn tôi bùng tiền rất nhiều. Chính bản thân tôi cũng bùng, tôi bùng đến tận hơn 2 tỷ. Thì cái câu chuyện đấy sau đó thì tại sao tôi không làm nữa. Là bắt đầu đến năm 2012. Thế quái là tự dưng mình bị ốm mà không biết lý do. Sau đó bắt đầu mẹ cứ nằm ở nhà sốt đến 30 mấy độ, gần 40 độ. Thế là có lúc mà ta cảm giác thế là bay bốt ra khỏi cơ thể, từ trên nhìn xuống dưới. Thế sau này phát hiện ra, đi bệnh viện khám thì phát hiện ra là mình bị sởi. Mà từ bé mẹ bảo là sởi rồi. Thế về nhà là bị phải lấy hạt mùi đánh xong một đầu mặt lúc đấy. Cái mặt lúc đấy nó vằn vện ra mà da nó như kiểu là gì nhỉ? Nó vết loang lổ, ở nhà mất 3 tháng mới ra khỏi nhà cơ mà. Thế là sau vụ đấy giờ đi là không chơi nữa rồi. Và chết ở quả này có khi là do mình không phải ma ám đâu mà giống nghề do nhục quật rồi, quả đấy là hậu quả, nhân quả đấy. Thế là sao bỏ đấy, sao để bỏ. Cho nên anh bảo là mấy cái kia là mình biết hết, thậm chí là công nghệ mà làm cái đấy mình biết tất cả, nhưng mà mình không chơi đâu, giờ chơi cái đấy vào nguy hiểm lắm. Thật ai làm thế đúng không, làm thế đến lúc sau nhục quật chết. Đến giờ tôi làm sạch sẽ lắm, không gì đâu. Thứ hai, nhìn nhá, trong GDN này nó sẽ cho phép chúng ta sẽ quảng cáo là một hình thức, đó chính là quảng cáo tới những người đã từng truy cập vào trang web và những người đã từng search từ khóa đúng không? Làm nhá. Bây giờ vào phần công cụ. Anh chị nhìn thấy ở đây nó có một cái gì đây? Công cụ quản lý đối tượng không? Ấn vào nhá. Tôi sẽ tiến hành tạo ra 2 tệp đối tượng để quảng cáo. Google nó tăng lại được và nó cạnh tranh được với cả Facebook, đó chính là nhờ quảng cáo GDN. Còn nếu mà chơi với quảng cáo Google Search là nó thua. Tại vì là cái vị trí quảng cáo của nó ít. Đây. Tôi sẽ tiến hành vào trong cái phần phân khúc tùy chỉnh. Tôi sẽ tạo ra một tệp khách hàng. Phân khúc này là những người đã từng search từ gốm sứ Bát Tràng. Tức là tôi sẽ chơi một loại quảng cáo. Quảng cáo này sẽ bám đuổi theo những người nào mà đã từng search từ gốm sứ Bát Tràng. Và họ lên báo VnExpress thì họ mới nhìn thấy, còn những người khác có nhìn thấy quảng cáo của mình không?
Ờ, không thấy đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy ở đây nó là những người đã tìm kiếm một cụm từ đúng không? Tôi sẽ gõ gì vào đây? Đây. Sau đó nó gợi ý ở phía dưới này, lọ hoa này, Hà Nội này, cửa hàng này, bình hoa này. Tóm hết. Tóm. Rồi ok, đã tạo ra một tệp. Tệp này là những người search ngày hôm nay là ngày bao nhiêu đây? Hôm nay ngày 15 tháng 9, 2023. Ok, nhìn lại. Sau đó thì tôi sẽ vào tạo một cái quảng cáo GDN. Nên nếu mà chúng ta nắm trong tay hai công cụ quảng cáo Google, Facebook giống như kiểu là bên trái thì Thanh Long, bên tả Bạch Hổ, chúng ta chiếm toàn bộ thị trường. Đâu, một bên là kiếm ỷ thiên đúng không? Bên kia là đồ long kiếm. Tạo chiến dịch mới. Vẫn chọn cái này là chiến dịch gì ạ? Vẫn chọn là GDN nhé. Chiến dịch này là tiếp thị lại những người đã từng tìm từ gốm sứ Bát Tràng. Đồng ý. Rồi, chọn vị trí. Tôi sẽ quảng cáo nó ở Hà Nội. Rồi ok, ngân sách, sở vận chúng ta thêm này vào. Chọn tiếp, giá thầu do mình tự chọn, đúng không? CPC thủ công, cho nó 3.500. Cho mày tiêu tẹt đi. Giá của nó trung bình là bao nhiêu đây? 800 đến 2.900. Thêm nhóm mục tiêu. Thì chúng ta nhìn thấy có chữ gì đây? Ok, thêm vào. Cho thêm vào cái đối tượng mà mình đã vừa tạo. Ở trên Internet nó có một cái câu nói rất nổi tiếng. Đó chính là traffic is money, đúng không? Thế chúng ta nhìn thấy đây là cái người chưa vào chưa? Thấy đây không? Quy trình này. Vừa tạo 15 tháng 9 2023. Thì nghĩa là tôi đã tạo ra một chiến dịch quảng cáo. Và nó sẽ chọn vào tệp. Và như vậy thì chúng ta nhìn tệp này nó lên từ bao nhiêu nghìn đây? Mấy nghìn đây? Hiển thị nhiều chưa? CTR nó sẽ dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu? 3.3069. Ok. Thế nhưng mà thường nó sẽ đạt được hơn. Tại vì tệp này nó hẹp. Rồi xong. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thêm tiêu chí là vị trí chưa? Thấy không? Ok. Thì như vậy là tôi sẽ chọn là các báo lớn không? Cứ báo tin tức, ví dụ tuổi trẻ. Cho nên là cái này phải làm ra một danh sách. Anh chị nếu sau này làm Excel. Lập ra một danh sách Excel, lưu lại những cái trang báo đấy. Đến lúc này chỉ việc làm gì thôi? Để vào thôi. Đúng rồi. Vứt được không? Không vứt à?
Rồi ok, xếp quảng cáo. Nào thêm vào báo 10.com. Lầu xanh.web nữa. Cái đấy chỉ có thế hệ mấy ông 8X biết chứ bọn trẻ con sao mới biết được. Tuổi trẻ.vn. Đây là vị trí cho mình quy định. Nó tóm lại thì cái này là thầy đang làm cho GDN đấy đúng không? Đúng rồi, chuẩn anh, nhưng mà đưa làm tiếp thị lại. Đang là tức là như này là chúng ta đang làm một loại quảng cáo mà chỉ có những người nào đã từng search từ gốm sứ Bát Tràng trên Google và lên cái trang này thì mới nhìn thấy, nghĩa là nó co hẹp đi cái đối tượng rồi. Được chưa? Tức là nói tóm lại là nó tạo ra một cái quảng cáo mà tiêu chí nó hẹp hơn. Thế sau đó thì bắt đầu chúng ta thêm website vào, viết quảng cáo vào, thế là set xong. Hình ảnh thì nó cho phép mình lấy hình ảnh lên đúng không? Video thì lấy trên YouTube. Cái này có hết rồi. Ghi tiêu đề vào. Cái tiêu đề là những cái rất thích ý nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà nó cũng không quan trọng bằng hình ảnh đâu. Cái hình ảnh nó nhìn chiếm gần hết rồi. Đúng rồi. Từ lớn nhất thì không được. Chỉ ghi được thăng 1 thôi. Lớn nhất là phạt. Đúng rồi. Nói chung là các anh kinh doanh mà tận dụng được hết các công nghệ này thì hay lắm. Cái này phải làm công ty, không phòng ban riêng. Phòng marketing của người làm như giờ cảm trưởng trong suốt ngày đang đi ngồi nghỉ ngheo tiếp. Được tiếp. Loại quảng cáo tiếp theo. Chúng ta vào công cụ cài đặt và công cụ quản lý đối tượng. Chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ cho phép chúng ta quảng cáo lại các trang web của đối thủ đúng không? Vào đây chiến luôn, ăn lại đối thủ. Thế là mình sẽ không phải mất tiền quảng cáo nữa mà mình sẽ làm gì? Nói chung là ông kia là ông ta mất 5.000 cho một clip thì mình sẽ rẻ hơn được, tại vì là mình sẽ hiển thị lên và chi phí của mình nó rẻ đi. Nói chung là đấy là một hình thức quảng cáo, họ bỏ rất nhiều tiền ra để họ làm sale thì mình đã tiếp cận được đối tượng đấy một cách thông minh hơn. Đây là những đối tượng vào website ngành gốm sứ, và bây giờ lên trên này Google gõ từ gốm sứ Bát Tràng. Hôm nay may là cái máy này chạy từ sáng giờ chưa thấy chết nhỉ? Tăng giá. Thằng sớt nào? Thường là hiện tại bây giờ là nó tùy lệ chuyển đổi, nó tùy ngành. Nhưng mà thấp nhất nó cũng phải trên 15% mới chạy. Còn còn lại là mình không chơi cái loại nào dưới. Tôi làm gốm sứ thì ngành của tôi được 17%. Bao nhiêu năm qua nó vẫn thế. Nếu mà bán đồ thờ thì cao hơn. Đồ thờ có khi lên tới 35%. Thì cái đấy nó tùy vào việc là gì, anh chạy cái nào cũng được. Hiện tại bây giờ là tôi đang duy trì trên 3 kênh, một là Google Search, 2 là Facebook, 3 là YouTube. Tôi dùng 3 kênh như thế. Tại vì sau khi tính toán nó thấy là những kênh đấy là kênh hiệu quả. Còn lại chạy từ GDN này thì chạy nó không hiệu quả. Tại vì nó hiển thị nhiều. Đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì nó có thể làm được. Tại vì giai đoạn này chuẩn bị giai đoạn cuối năm, tôi có thể làm dùng nó để chạy flash sale, để chạy giảm giá, để chạy một cái yếu tố là mời người ta đến cửa hàng thì được. Thì cái đấy nó tùy vào giai đoạn. Thì cái nào thì cũng không biết được thằng nào hơn thằng nào, thì cứ phải làm dần mới biết được chứ.
Đây ví dụ đây thằng này này. Đúng chưa? Bây giờ cứ thế. Mấy ông này mà cứ thích làm gì đúng không? Tôi thịt hết. Tức là nếu mình không biết làm thì đối thủ nó làm mất. Cho nên là vấn đề bây giờ nó nằm ở chỗ thôi. Là anh chị nhìn thấy là bây giờ với công nghệ thì chúng ta thấy là cái dữ liệu được san sẻ chưa? Chúng ta thấy dữ liệu san sẻ chưa? Mình không giấu ở đâu, số điện thoại của anh nó cũng lấy được, khách của anh nó cũng lấy được, đúng không ạ? À, anh bỏ tiền ra làm marketing nó cũng lấy lại được. Vậy thì có cái gì nó không lấy được? Đâu, nó là thương hiệu. Lúc này là thương hiệu của anh nó sẽ là cái thứ là thương hiệu. Cho nên là kể cả thằng này thế nào đi nữa thì tôi vẫn hơn được chúng nó một cái. Đó là tôi có cửa hàng ở Hà Nội. Tất cả những thằng dưới này đều không có cửa hàng ở Hà Nội. Cho nên tôi quảng cáo tôi chỉ ghi tập trung vào là gì? Đừng mua hàng online chúng nó lừa đấy. Thì cứ viết hết vào, đúng không? Đến địa điểm đi mà xem. Cái đấy nó gọi là gì? Là khi mà làm kinh doanh thì chúng ta phải có chiêu. Đấy, bây giờ vào xét quảng cáo. Đúng không? Vào trong quảng cáo xét này. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Là các cái chiến dịch này tôi xét rồi đúng không? GDN này tôi xét rồi này. Thì bây giờ tôi có thể làm một việc là tôi nhân cái chiến dịch này ra được không? Đây này. Sao chép? Dán xuống. Thế như vậy là đỡ phải bất công thao tác lại. Đúng chưa? Và sau đó thì đặt tên là chiến dịch này là tiếp cận lại những người đã vào trang web của đối thủ. Được không? Và cái thứ ba nữa là thằng Google này nó có một cái, đó là nó cho phép chúng ta quảng cáo tới những người dùng app. Ví dụ tôi chỉ muốn quảng cáo tới những ông nào mà bây giờ ví dụ những ông nào là bất động sản dùng app của Vinhome nữa. Thì ví dụ bây giờ tôi sẽ quảng cáo là ông nào mà dùng app của Vinhome tôi quảng cáo tôi bán đồ thờ đó. Đúng không? Tôi bán nội thất được không? Rồi, thì đấy là một cách. Rồi tiếp theo nữa Honda có cho khách hàng dùng app không? Có. Ok, tôi quảng cáo những người nào dùng app Honda của khách hàng được. Tôi lại quảng cáo tới những thằng nào dùng app của Ford. Những ông nào mà mua GoPro, dùng app GoPro quảng cáo hết. Đúng không ạ? Trên điện thoại này những ông nào mà dùng phần mềm, ví dụ chúng ta nhìn thấy ở trên này có phần mềm hóa đơn điện tử không? Thì quảng cáo những ông nào có mã số thuế, cứ lấy phần mềm này mà dã vào. Vậy là có app rồi, quảng cáo được. Thế đúng, tại vì bản chất là Google nó sẽ cho mình tiếp cận tới những ông tải cái này về, nó biết mà. Chẳng hạn như một app cho mà hàng. Thế đúng là gì nữa? Thật đơn gì, việc gì phải lo. Rồi, chính xác. Thế như vậy vấn đề nó nằm ở chỗ là gì? Mình dùng công nghệ mình sẽ giải quyết được vấn đề. Được nhá, xử lý tiếp này. Ví dụ đây là cái đối tượng này, tôi sẽ dùng cái sửa lại tên. Ví dụ đối tượng này tôi sẽ thêm một cái nữa, đó là có tiếp thị lại vào web đối thủ. Anh chị mà chạy cái này là phải có một cái tư duy nó rộng hơn một tí. Tức là lúc này chúng ta phải có tư duy là tư duy đầu tư. Chứ còn chạy cái này mà chờ một phát như Google Search thì không có đâu. Cái này nó phải nuôi dưỡng một thời gian. Đối tượng. Ok. Vào web đối thủ xong rồi. Đã bị thêm không? Nếu mà mua luôn thì là mình chạy cái này là toạch. Không, chưa chắc. Tại vì thường là nó sẽ có nhiều vấn đề. Là vì mình tính tỷ lệ cả mà. Tại vì là họ vừa vào nhưng họ chưa mua luôn. Đúng không? Thì đầu tiên là vào mua luôn. Chỉ đổi như về đến mua luôn thôi. Nó chỉ được tầm 10% là 10-20% người là tìm. Lần trước đầu tiên nói chung là
tất cả nó phải có một cái đây, nó sang ngành gốm sứ đây. Mà nếu mà quảng cáo trên app, ví dụ như bây giờ mà mình đưa app cho Yamaha vô là khi mà khách hàng vô cái app đó là nó sẽ đó. Cái này chúng ta đương là đều đối tượng mà, còn vị trí quảng cáo cho mình đặt cơ mà, đây đây. Đây vị trí quảng cáo này. Đây vị trí đặt đây. Không, web này đây này. Tức là cái ông nào mà cài cái app của Yamaha mà vào trang web này sẽ nhìn thấy mình. Thì đây chính là cái quảng cáo của thằng GDN. Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Quảng cáo GDN nó là như vậy. Nó là một loại quảng cáo. Và với hình thức này thì chúng ta có thể kết hợp thiết biến văn hóa. Nó có rất nhiều những cái kiểu để kết hợp và nó tạo ra được cái sự hiển thị. Và cái này thì chúng ta co hẹp chỉ quanh cái khu mà chúng ta kinh doanh thôi, không làm rộng. Thì như vậy nghĩa là chúng ta sẽ trở thành là gì? Cái hình thức này vẫn nói là giống như giải tờ rơi. Nếu mà là tổng công ty thì phải làm rộng. Đấy là không có nhiều tiền. Thực ra nếu mà nhiều tiền chạy cái này thì còn đỡ hơn. Tại vì là tôi có xem hệ thống chạy của VNPT. Mỗi tháng tiêu đâu đó khoảng tầm 280 triệu đến 300 triệu tiền quảng cáo. Các bố tiêu lúc tung mở lên, chả target gì cả. Đến lúc sau không có báo cáo. Điều đấy là điều tự nhiên. Và chưa kể nữa là anh chị nhìn thấy là với hình thức này nó sẽ đánh bại được cái quảng cáo được ở ngoài trời kia. Có không ạ? Nó sẽ đánh bại được quảng cáo ngoài trời. Nó sẽ đánh bại được rất nhiều. Và cái nữa là Google nó cho phép thả tim thôi. Vì thả tim đúng cái vị trí quanh đấy 2 cây thôi. Ví dụ tôi chỉ muốn là khách hàng ở làng Bát Tràng quanh 2 cây quảng cáo được. Tức là cái vấn đề đó là do tư duy. Dạ. Ok. Tìm kiếm quanh đây. Rồi. Như vậy là cái thằng liên quan đến cái vụ mà liên quan đến quảng cáo về cái 3C của thằng GDN với cả thằng tiếp thị lại, được hiểu chưa? Anh chị hiểu cái này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái thằng của YouTube. À, về C3 của YouTube thì như thế. C2 thì bằng bao nhiêu tiền? Ngân sách chia cho alo. Bên anh cũng là bên quảng cáo. Tức là vấn đề này, chúng ta sẽ nhìn thấy một vấn đề như sau. Là với cái thằng YouTube là chúng ta sẽ trả tiền để được cái gì? Đâu là view. Quảng cáo là view. Thế bao nhiêu tiền một view? Số tiền view chứ. Bây giờ đây là số view. Nó bằng ngân sách và chia cho giá của một view. Giá một view là bao tiền? Đó là bao tiền? Cái này nói rồi gì? Nó sẽ dao động từ 10 đến 30 đồng. Một lần xem. Đúng rồi, 5 giây. Cho nên vấn đề ở chỗ, tại sao mọi người, tại sao nhiều người xét quảng cáo mà không đạt hiệu quả? Nó vẫn tính 5 giây. Nó tóm lại như này. Đó là cái quảng cáo của YouTube ấy, là chúng ta phải biết cách xét thì nó mới được rẻ. Còn đại đa số mọi người không biết cách xét thì chi phí nó đắt. Có bắt buộc. Có bắt buộc. Nhưng mà cái loại đấy nó tóm lại là rất dễ gây ức chế, cho nên là không nên chơi cái loại đấy. Và như vậy thì bây giờ rồi, ok nhá, bây giờ xét nhá, xét này, xét. Chúng ta vào cái quảng cáo tạo chiến dịch mới. Nhìn nhãn. Lúc nãy chúng ta nhìn thấy là tôi chọn là lưu lượng truy cập, nhưng với thằng YouTube thì chúng ta sẽ chọn đây nhá. Với YouTube duy nhất là YouTube sẽ chọn đây, đó là tạo chiến dịch mà không cần hướng dẫn. Sau đó chúng ta sẽ chọn là quảng cáo gì đây? Video. Và lúc này đây, thu hút lượt xem, đúng không? Phạm vi tiếp cận. Và cái quảng cáo mà anh vừa nói đó là cái này này. Thấy gì chưa? Và cái này cũng phải làm video. Phải có. À, quảng cáo bình thường thì video dài cũng được. Những cái quảng cáo mà không thể bỏ qua này chỉ có 15 giây thôi. Được chưa? Cho nên là nếu mà muốn làm quảng cáo cưỡng bức thì chỉ cần dưới 15 giây. Thì bây giờ tôi sẽ chọn là thu hút lượt xem, đúng không? Thu hút lượt xem là chạy trong 3 giây rồi. 5 giây bỏ qua. Ok. Đó, ví dụ đây là tôi sẽ làm cái này là video giới thiệu cửa hàng.
Và lúc này thì nó sẽ cho là ngân sách hàng ngày là bao nhiêu tiền đúng không? Hôm trước giải thích rồi, tại sao chẳng cái này chỉ nên để bao nhiêu nghìn không? Để do chỉnh sửa, em biết phải là không phải 7 triệu, 2 triệu, này nó chạy không biết. Đâu, cái này dùng để chạy ăn đề xuất. Tức là thường là chúng ta sẽ chạy video này, chúng ta sẽ muốn kiếm đề xuất. Và chúng ta sẽ chỉ chạy 3-5 ngày sau đó thì tắt. Tại vì sau đó, khi cái video này được ăn đề xuất, nó sẽ tự động sẽ xuất hiện và nó sẽ tăng lên đấy. Chúng ta không được thì chọn cái khác, cái gọi là tên mà. Thế nhiều người mới hiểu là tại sao chạy mồi. Cái này nó chính xác là chạy mồi. Tại vì khi cái video của mình bắt đầu ít người xem quá, nó không lên được đề xuất, thì bắt đầu mình sẽ mồi nó vào, thì nó lên dần và sau đó bắt đầu nó cứ lên dần thì nó sẽ tự động lan tỏa, thế là mình mới có được người xem. Chứ không phải tự nhiên một ngày đẹp rời cái video của mình nó tăng lên đâu. Nó là một cái quá trình mà chúng ta sẽ phải bơm mồi nó vào. À, nếu mà chúng ta chạy 30 đồng thì 50 nghìn được bao nhiêu lượt xem? Nghìn anh chia cho 30 đồng, 1.600, thế là cũng nhiều đấy, là vượt lên trên được nhiều đối thủ rồi. Ok, sau đó xuống đây, giá đúng không? Đây là cái video clip. Thì đây là cái video của tôi đã quảng cáo khá là nhiều rồi. Và chúng ta nhìn thấy ở đây nó sẽ chọn là quảng cáo trong luồng có thể gì đây? Có thể bỏ qua đúng không? Và lúc này chúng ta sẽ điền tên website vào. Như vậy là cái clip này của tôi đã được 307.000 người xem rồi. Và cái khả năng nếu mà tôi chạy một thời gian nữa nó sẽ lên 1 triệu người xem là chuyện bình thường. Tại vì tôi chạy xong tôi lại tắt, chạy rồi tắt, nó sẽ lại được ăn đề xuất. Ok. Và CVV để bao tiền? 300.000. Và thậm chí nữa để 10 đồng nữa. Cũng được. Cũng được mà, ai cấm anh. Ok. Như vậy chúng ta nhìn thấy là cái cấu hình thằng YouTube là dễ không? Đây là cách 1 nhá. Cách 1 tôi vừa rồi cấu hình là gì? Là tôi chỉ quan tâm đến việc là cái người nào vào YouTube ở khu vực Hà Nội thì sẽ nhìn thấy quảng cáo của tôi được không? Yeah. Bây giờ loại quảng cáo thứ hai nhá, vẫn là YouTube. Nói chung là YouTube nó có nhiều cái cấu hình rất là thích. Vẫn tạo chiến dịch mà không hề có mục tiêu. Tạo video. Sau đó ấn tiếp tục. Không có mục tiêu anh mới đặt được giá. Còn nếu mà anh chọn là tối ưu rồi thì anh chỉ được đặt tiền thôi. Còn còn lại anh không tối ưu được giá, nghĩa là giá đấy không được đặt. Thì trung bình mà YouTube chạy nó sẽ để tầm 350 đồng cho một lượt xem. Thế bây giờ giữa 10 đồng với 350 đồng anh chọn như nào? Tức là nếu không nó sẽ đắt gấp của tầm đâu đó 30 lần. Đấy, chỉ mỗi một cái đấy thôi mà đắt hơn 30 lần đấy. Ví dụ bây giờ tôi sẽ quảng cáo là ở trên YouTube có bao nhiêu ông nói về gốm sứ, tôi đè video của tôi lên hết được không? Đấy, tôi làm đây. Đây, chọn, đúng không ạ? Và sau đó thì anh chị nhìn thấy ở lúc này nó sẽ có thêm một thứ, nó là gì đây? Lúc đấy chúng ta sẽ ấn vào phần nhập. Thế như vậy là ví dụ như cái kênh này đúng không? Chúng ta nhìn thấy là cái ông Mạnh Bonsai này. Ok, rồi cho cái của ông ấy lên, tôi sẽ thịt hết. Thì đúng rồi, gì nữa? Thì thằng nào có tiền thằng ấy thắng. Hả?
Thế là bắt đầu tôi vào đây. Tôi dán cái đường dẫn này vào. Triển lãm sinh vật. Cái kênh của ông Mạnh Bonsai này đúng không? Tôi sẽ lấy ông Mạnh Bonsai ra tôi quảng cáo vào kênh của ông ấy. Đây giới thiệu với toàn thể quý vị. Chờ thế, thôi vào đi thôi. Đây Mạnh Bonsai này. À, tôi có thể quảng cáo vào kênh của ví dụ như là của VTV được không? Tức là đang người ta đang xem YouTube của Mạnh Bonsai thì mình đã chèn vào. Đúng rồi, mình chèn vào. Ví dụ như là VTV 24 đây, 5,7 triệu người, đúng không? Những cái kênh của VTV Show này, 800.000 người xem, giải trí 3,2 triệu này. VTV Go này. Nếu mà không muốn xem nữa, thuê YouTube bản gì nhỉ, bản trả phí, không có quảng cáo. Đây là lên tiếp, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ chúng ta có thể quảng cáo vào kênh Hoa Ban Food này. Đây, ông Hoa Ban Food tôi quảng cáo này. Ví dụ như là bây giờ tôi muốn quảng cáo và xem ông thầy phong thủy đó, tôi gõ chữ phong thủy vào đấy. Ông nào thầy phong thủy là tôi đè hết. Thì vào đây search. Có ông thầy nào phong thủy? Đây. Phong thủy thần bí. À đây, tranh đá quý Tân Phú Khánh, thằng này nổi tiếng đây. Suốt ngày đọc gì nhỉ? Quảng cáo suốt ngày không phải Phật mới gọi là gì nhỉ? Tự nhiên là à gì nhỉ? À, cái gì cảm ngộ nhỉ? À, nhân sinh cảm ngộ. Thêm vào. Ok. Như vậy bây giờ tôi có thể cho cái quảng cáo. Ví dụ như tôi lên quảng cáo của ví dụ như Đàm Vĩnh Hưng được không? Ok, đây. Bây giờ lên đây xem cái kênh nào mà nói nhiều, ví dụ sắp tới là ông Hoàng 10 đúng không? Xem là kênh nào về ông Hoàng 10 nào. Toàn chầu văn, toàn hát văn đây này. Ủa cái này 9,2 triệu người xem này. Ken, tương bằng 150 năm cùng Star Wars. Đấy, ví dụ như là cái bài như bài này được 10 triệu người xem này. Đấy. Thế như vậy là tôi quảng cáo ở đây rồi. Còn video chỉ có là bỏ qua thôi, còn GDN sẽ là dưới chỗ này và bên này. Ai đã vào từng xem cái này thì nó lên GDN. Ông kia là 9,2 triệu lượt xem là ông phải kiếm được khá tiền đấy. Đây này, nó có clip này, mình cái này là tận 7,2 triệu này. Bài văn ông Hoàng 10 này, 98 này, 9,2 triệu này. Khiếp phải nhỉ, cái ông hát, ông Hoài Thanh này hát ghê, toàn 10 triệu người xem. Lại còn cả karaoke khoảng 10 nữa à, ghê chưa? Rồi. Ok. Nói chung là nó sẽ có rất nhiều cửa để mình làm. Vào chỗ này để 30 đồng đi, chơi hẳn nhiều tiền nữa nào. Sao? Tức là cái này là gì nhỉ? Cái video nhiều người xem. Tức là cái video đấy nó đã lọc khách rồi. Nó đã lọc khách rồi. Ví dụ như bây giờ tôi mà xem là ông nào bán bát hương đúng không? Tôi gõ từ bát hương bát tràng. Thì có phải là khách nó vào đây đã được lọc rồi đúng không? Đấy.
Thế như vậy mình quảng cáo ở đây, nhưng cái này là kênh của bên tôi rồi. Đấy, ví dụ như là bây giờ là cái bên Cương Duyên này chẳng hạn, đúng không? Tôi đè lên đây phát. Rồi, ok. Thì như vậy là cái quảng cáo YouTube, mọi người hiểu chưa? Và cái này thì ứng dụng được mạnh mẽ không? YouTube này có thể ứng dụng được cho đại lý không? Chia sẻ. Hiện tại bây giờ thì rất nhiều những cái đơn vị sản xuất, nhất là ở vùng nông thôn, họ chẳng cần làm web đâu, họ chỉ làm một kênh YouTube để chạy quảng cáo kênh thôi. Thì nó thu được một lượng khách khá tốt. Mỗi ngày bỏ cho nó 50.000, 100.000, nuôi nó. Làm được dung lượng, đấy là kênh nó ăn đề xuất. Kênh nó ăn đề xuất phát là nó giải quyết được vấn đề. Cho nên cái câu chuyện nó chỉ nằm chỗ là mình có thời gian mình làm thôi. Và lúc này thì anh chị nhìn thấy là chúng ta đang đứng trước một ngưỡng cửa. Hôm vừa rồi buổi đầu tiên tôi có nói là cái nghề sắp tới nó trở nên nổi tiếng, nó sẽ là nghề gì? Nó trở thành MC bán hàng. Tất cả chúng ta sẽ trở thành MC bán hàng. Nghĩa là mình là người am hiểu cách nói, mình diễn được. Sau đó tôi bắt đầu mình xét kênh lên. Thì anh chị nhìn thấy là gì? Là chúng ta bây giờ kiếm 10.000 người xem mình có dễ không? Nếu chạy YouTube, 10.000 xem mình thì mất bao tiền? Nếu để 10 đồng, chúng ta có 100.000. 100.000 được 10.000 người. 10.000 người bây giờ mở một cái huyện nhỏ, không phải hết cả huyện. 10.000 người hết cả huyện rồi, trong một tuổi đấy. Thế như vậy nếu bỏ 500.000 ra thì tiếp cận 50.000 người, nó quá khủng khiếp. Và mình hoàn toàn là quá chủ được khu vực. Cái thứ hai nữa là nếu chúng ta set live stream, thì như vậy live stream nó sẽ mất đâu đó là 300 đồng cho một bắt xem. Thì cũng sẽ tiếp cận được một số lượng người rất là lớn. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần liên quan tới vấn đề về xét tiếp quảng cáo. Như vậy là ở đây riêng quảng cáo của Google về GDN với cả YouTube search là chúng ta đã nhìn thấy hết rồi đúng không? Thì còn loại quảng cáo gì chưa nhìn nữa? Bây giờ chúng ta sẽ sang quảng cáo của Zalo. Xem Zalo form như thế nào nhé. Đây. Lúc này chúng ta nhìn thấy là khi mà làm quảng cáo thì cái việc chạy ở kênh search tôi đã hướng dẫn rồi này. Xử lý liên quan tới vấn đề về việc là chạy quảng cáo để cho người ta nhìn thấy, người ta đăng ký GDN làm rồi này, hiển thị trên app. Các bạn làm chưa? Chưa đúng không? Đây, hiển thị trên app làm nốt đi. Vẫn vào phần công cụ và cài đặt, vào phần quản lý đối tượng, vào phân khúc tùy chỉnh. Trong này sẽ tạo phân khúc mới. Và chúng ta nhìn thấy ở phía dưới là gì đây? Đây này, ứng dụng. Ok, ví dụ như là bây giờ tôi muốn người ta vào ứng dụng Honda, tôi có từ Honda này được không? Đây, có My Honda Cộng không? Được chưa? Thế như vậy đây là tất cả những cái app của Honda. Tôi mà muốn quảng cáo tới những người nào mà đã dùng app này là tôi xét được ở đây. Tôi sẽ chơi. Bây giờ tôi sẽ chơi là tôi chơi của thằng Vinhome. Đâu tôi bắn bắt hương đồ thờ. Thầy bán bắt hương đồ thờ. Đúng không? Đây, chúng ta nhìn thấy là gì? Vinhome nó có này, Vinhome Residence này. Dịch vụ đây có Vinhome Ocean Park này. West Boy này. Đây khu đô thị cao cấp này. Thế như vậy đây là những người người ta đã dùng app của Vin. Và thân tôi cũng là người đã ở nhà Vin rồi, vẫn phải dùng cái app đấy mới trả được phí. Không thì làm sao mà trả được tiền phí được đúng không ạ? Thì bây giờ ghi vào đây rồi là gì? Đây là những người đang sử dụng căn hộ hoặc là biệt thự của Vinhome. Cái số đấy là 15 báo chí khác không? Nhưng ngày hôm nay thì con biết là ngày hôm nay làm ra chứ sao nữa. Rồi bây giờ thì chúng ta thấy là chỉ việc quảng cáo cho nhóm đối tượng này đúng không? Thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra một cái quảng cáo mới. Đây copy cái này.
Dán xuống. Tức là cái quảng cáo online nó ra đời, nó làm cho quảng cáo truyền thống là gần như phá sản. Trong hiệp hội, tại vì mình có làm với hiệp hội quảng cáo là gần như các ông đấy bây giờ bế tắc. Trong đó nó có một vấn đề rất lớn bây giờ là gì? Là nó không hiệu quả nữa, mà không thể nói với khách hàng về việc là hiệu quả là bao nhiêu người ta không đo được. Mà chính bản thân mình bây giờ mình cũng không nhìn được cái quảng cáo ấy nữa rồi, cho nên là họ đã bị thay đổi nhiều. Tại vì thường là các đơn vị đấy người ta trả tiền để người ta muốn quảng cáo hiển thị làm thương hiệu, và làm thương hiệu một phần. Với cả cái thứ hai nữa là cũng có thể do mối quan hệ với nhà đài người ta vẫn giúp đỡ nhau, nhiều khi là như vậy. Chứ còn nếu đúng ra để tính ra hiệu quả cái đấy không thua. Nhưng mà hiệu quả về thương hiệu lớn thì được. Thương hiệu thì được, và cái nữa là nhiều thương hiệu là nó quá nổi tiếng này. Hiển thị trên đấy nó giống như kiểu là chi phí truyền thông thôi. Nó quy định là phải ở đấy thì phải có. Chứ còn nếu mà nói thật ra là tính ra hiệu quả chuyển đổi nó vẫn thua. Nó sao thua được. Thì ví dụ đây là một cái loại quảng cáo tôi đã tập trung vào đối tượng cái app đây đúng không? Và sau đó thì tôi sẽ vào phần liên quan đến vấn đề đối tượng. Thêm đối tượng. Đối tượng này chính là những người mà người ta đã dùng app đúng không? Vinhome. Sao? Xong cái cháu đó của nhà thì quảng cáo đấy để cung cấp dịch vụ làm răng, bơm ngực. Ok, thế như vậy vấn đề là gì? Là cái quảng cáo ở trên app là mọi người nhìn thấy rồi đúng không? Quảng cáo YouTube nhìn thấy rồi, bây giờ tôi sẽ sang quảng cáo Zalo. Nào, Zalo Form. Quảng cáo Zalo Form. Muốn quảng cáo Zalo được thì chúng ta cần phải làm cái gì đầu tiên? Muốn quảng cáo Zalo được, số 1 đầu tiên phải có tài khoản Zalo OA. Và như vậy chúng ta vào trong Google, có từ là Zalo OA vào đây. Sau đó đăng nhập vào. Quét mã QR code của số điện thoại. Chạy ra. Chúng ta ấn vào danh sách OA của mình. Cái này nó sẽ dùng số điện thoại của mình để tạo. Thì muốn tạo Zalo OA này chúng ta cần cái gì ạ? Muốn tạo Zalo OA cần cái gì ạ? Thế như vậy đây là tôi có cái phần Zalo Way của tôi đây, công ty gốm sứ Bát Tràng đây. Và cái này thì phải xác thực thì nó mới có thể sử dụng quảng cáo được. Nó phải dùng giấy phép đăng ký kinh doanh. Cho nên là cái này là dùng dành cho doanh nghiệp hoặc là dùng cho cửa hàng có đăng ký kinh doanh. Trên giấy phép kinh doanh thì nó phải có số chứng minh thư của người cầm số điện thoại trùng với cái này. Thì lúc này chúng ta nhìn thấy là ở đây nó có phần quảng cáo. Kích vào. Thế như vậy là muốn quảng cáo được thì phải làm gì đây? Nạp tiền đúng không? Nạp vào. Cái này không có Momo đúng không? Mà nó chơi chuyển khoản thôi, để chuyển khoản cho nó. Đây, nó có số tài khoản này.
số tài khoản nó kinh như. Lấy cái mã thẻ đó. Nạp tiền vào. Nạp vào 500k. Quên không mang thẻ đây rồi. Tương lần này không mang thẻ rồi. Thôi rồi. Cứ set vào nhá, set tạm nhá. Chưa có làm tiền cũng được, set đi. Thì chúng ta nhìn thấy là trong này nó có một phần. Đó chính là chúng ta sẽ có một phần đó là quảng cáo gì đấy? Đó là khách hàng tìm kiếm tiềm năng đúng không? Kích vào. Và chúng ta nhìn thấy nó là quảng cáo gì đây? Quảng cáo form này. Bắt đầu. Đặt tên. Ví dụ như là chúng ta sẽ quảng cáo là gì? Chọn cái trang đăng ký. Chúng ta nhìn thấy đây nó cho phép chọn địa điểm này. Ví dụ như là chúng ta chỉ muốn quảng cáo ở Hà Nội thôi đúng không? Chọn Hà Nội. Chỉ muốn quảng cáo ở Hải Phòng thôi, chọn Hải Phòng. Hai chỗ đây. Tôi có cửa hàng ở dưới Hải Phòng. Nên có hai cái ở chỗ này, chọn miền Bắc, chọn này thôi. Rồi độ tuổi, như vậy là tôi không muốn cho ông nào dưới 24 tuổi đúng không? Dưới 18 bỏ đi này. Đây. Bỏ ở trên PC đi được không? Chỉ Android với cả iOS thôi. Lịch chạy. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ thấy đây là chi phí. Cái này nó cũng vẫn là do chúng ta đưa ra chi phí thôi. Tối thiểu. Đây. Còn đây là tự đặt giá này. Tối thiểu là 3.000, để 3.000 đi. Như vậy chúng ta nhìn thấy đây là cái việc, ví dụ chúng ta mua 500 cái tin nhắn thì mất 1.500.000. Chúng ta mua 200 tin đi. Và lúc này chúng ta nhìn thấy đây là cái form đây. Như vậy khách hàng điền gì đấy ạ? Họ điền tên và số điện thoại vào. Thì cái Zalo form này chạy khi nào? Dùng nó chạy khi nào? Thằng này nó không có tích hiện lại, nó không cho phép chạy vào tiền tích hiện lại, cho nên cái này dùng để chạy làm chương trình khuyến mại. Ví dụ như là anh chị đang có một cái chương trình là muốn tổ chức một cái buổi event có 5.000 người tham gia, và chúng ta muốn là người ta điền thông tin đây để vừa gọi vừa quan tâm, thì chúng ta sẽ điền form để chạy được. Đây là cái số liệu mình làm thôi. Còn dưới đây là hình mô tả. Đây. Thì sau khi mà chúng ta viết cái này xong thì ấn vào gửi duyệt, quảng cáo duyệt phát, tài khoản có tiền nó sẽ chạy thôi. Cái quảng cáo Zalo này phải nói thật là nó sẽ xuất hiện dữ liệu trong theo giây. Anh chị mà chạy cái này cứ một giây thì nó phải ra mấy số liệu liền. Nhưng mà nó lại rất rác. Nói chung là thằng Zalo này nó như nghiện đấy. Tiền vào nó không khác gì nghiện. Nhưng mà nó ra nhiều cái quả.
Úi dồi, là không ai đi vào form. Có, vẫn có, nhưng mà không mua. Form là do cái máy chuyên biệt form của ông quảng cáo. Nói chung là ông Zalo này mất điểm ở cái là hệ thống nó không kiểm soát được. Không chơi. Nên thôi, biết là cái thằng này thôi nhưng mà không chơi. Chơi tốn tiền lắm. Chả giải quyết được cái gì cả. Hình thức quảng cáo tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu sang quảng cáo Facebook. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xét quảng cáo Facebook. Quảng cáo Facebook thì đầu tiên để quảng cáo được thì cần có cái gì nhỉ? Đầu tiên cần có fanpage để chạy. Sau đó thứ hai chúng ta cần phải có via. Via này là gì ạ? Via là tài khoản quảng cáo. Tài khoản quảng cáo khác với tài khoản cá nhân nhé. Tài khoản cá nhân có thể là tài khoản quảng cáo, nhưng mà một cá nhân có thể add nhiều via này vào được. Thế đây là một cái tài khoản để quảng cáo. Sau đó chúng ta sẽ add via vào page để quảng cáo. Và chúng ta bắt đầu set. Đây, tôi sẽ vào page đây. Ví dụ tôi sẽ bắt đầu vào con via này. Sau đó tôi sẽ vào trình quản lý quảng cáo. Cho nó chạy. Tôi sẽ tiến hành tạo ra một cái chiến dịch mới. Và chúng ta nhìn thấy cái việc đầu tiên chạy, đó chính là chạy quảng cáo tin nhắn. Đây là cái quảng cáo mà thông dụng nhất của Facebook. Tại vì là cái quảng cáo này cũng là quảng cáo mà giúp chúng ta có khách hàng được luôn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ ấn vào tin nhắn. Tiếp tục. Chọn nó là chạy cái lượt tương tác thủ công. Tiếp tục. Ở đây thì mình sẽ đặt tên chiến dịch. Ví dụ là chiến dịch này bán cái gì thì sẽ quảng cáo, đúng không? Chiến dịch quảng cáo. Thầy Hoàng quảng cáo ở trên đấy nhỉ? Thỉnh thoảng chạy sang YouTube, trong đấy nhiều thầy quảng cáo chạy sang làm marketing. Đúng rồi. Thằng Hoàng Bá Tàu nó chạy cái đấy nhiều nhất. Thường là thằng đấy chạy nhiều. Còn chả thằng nào khác chạy. Tại vì là tôi không chạy trên kênh đấy. Với cả cái nữa là tôi không tuyển sinh cá nhân. Tôi toàn làm doanh nghiệp. Tôi không làm cá nhân nên làm doanh nghiệp. Đa số làm với doanh nghiệp lớn. Cái thứ hai nữa là làm với họ thì có cơ hội họ rủ mình đầu tư, chạy cá nhân được bao nhiêu tiền. Ở đây nó phần ngân sách chiến dịch. Để bao tiền ạ? Ở đây để bao tiền? Nói tóm lại là anh chị đừng quan tâm đến việc ở đây là bao nhiêu tiền, mà hãy hỏi lại cái phần liên quan đến kế hoạch. Cho nên nếu mình nhìn thấy tất cả các quảng cáo mà chúng ta xét từ trước đến giờ, nếu anh chị không lập bảng canvas thì điều gì xảy ra? Đầu tiên là không biết ngân sách. Cái thứ hai là nếu mà đến lúc mà tối ưu thì có tối ưu được không? Làm sao biết được là đến ngưỡng bao nhiêu phải ra chuyển đổi? Làm sao biết được là cần phải thu về bao nhiêu tương tác, cần phải thu về bao nhiêu tin nhắn, thu bao nhiêu hiển thị? Đúng không? Cho nên là 60% thành công của bất kỳ hoạt động digital marketing nào nó phụ thuộc vào vấn đề phải làm gì được. Sẽ phải thực hiện một thứ đó là xây dựng được kế hoạch trước. Còn nếu không làm được cái đấy thì đừng làm tiếp nữa.
Nên hôm buổi tối đầu tiên chúng ta có học thì tôi có nói là nếu bây giờ mà chúng ta làm digital marketing mà chúng ta không am hiểu cho cái ngành đấy thì không lập được kế hoạch. Mà lập số ra thì số nó có thật đâu. Số sao thật chưa? Số này nó là số nó thật nhất này. Sau đó thì chúng ta ấn vào tiếp tục. Ở đây tôi sẽ chọn là ứng dụng tin nhắn. Sau đó chọn fanpage đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chọn đối tượng ở đây. Đối tượng thì có 4 yếu tố: độ tuổi, giới tính, khu vực, sở thích. Ví dụ như là tôi sẽ chỉ chọn đối tượng ở Hà Nội. Đúng không? Đối tượng ở Hải Phòng. Đối tượng ở Hồ Chí Minh. Ví dụ thế. Độ tuổi mà tôi hướng tới là tôi chỉ tập trung cho nhóm từ 30 tuổi trở lên. Tất cả giới tính. Sở thích. Để ở đây là ví dụ như là doanh nhân. Thì nó sẽ có nhân viên kinh doanh này, nhân viên của công ty B2B lớn hơn 500 nhân viên này, rồi 10 đến 200 nhân viên thêm vào đây này, đúng không ạ? Hoặc tiếp theo nữa sẽ để ở đây là gì? Chức vụ là giám đốc. Nó sẽ ra này, tổng giám đốc này, chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ này, đúng không ạ? Trưởng phòng này. Sau đó ở vị trí quảng cáo, anh chị nhìn nhá. Chỗ này chúng ta sẽ tắt thằng Instagram với cả thằng Audience Network đi, anh chị biết tại sao? Tắt hai chỗ này đi. Ở Việt Nam thì Instagram người ta dùng không nhiều. Và ở nước ngoài thì họ dùng nhiều hơn. Ở Việt Nam phải tắt hai cái đỡ tốn tiền. Đúng không? Sau đó thì chúng ta tiếp tục. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm một việc, đó là sử dụng cái mẫu bài viết đã viết sẵn rồi. Chọn thôi. Chọn bài. Ấn vào set quảng cáo. Tiếp tục. Doanh nghiệp thì nên chạy cái quảng cáo là tin nhắn này. Tại vì cái quảng cáo tin nhắn này nó sẽ có một cái rất là hay. Đó là chúng ta sẽ thu luôn được người tương tác. Có người tương tác rồi thì chúng ta mới làm việc được các việc khác. Thì đây là loại quảng cáo, là quảng cáo tin nhắn. Quảng cáo thứ hai, chúng ta nhìn thấy nó là quảng cáo gì đây? Hàng tiềm năng đúng không? Kích vào. Đây là loại quảng cáo mà khách hàng sẽ đăng ký và điền vào form. Ấn vào tiếp tục. Chúng ta sẽ đặt tên đây là gì? Loại quảng cáo là gì? Khách hàng đăng ký. Ví dụ như đây là học 11 Digital Marketing. À, kéo xuống dưới chúng ta vẫn để tiền đây. Ví dụ chúng ta để hàng ngày 500 cành. Tiếp. Và lúc này chúng ta nhìn thấy là họ sẽ hỏi là gì? Là khách hàng tiềm năng này sẽ điền cái gì? Chúng ta nhìn thấy là đây chính là chọn là gì ạ? Mẫu gì ạ? Mẫu phản hồi tức thì. Là khách hàng sẽ điền vào cái phần này. Và lúc này họ sẽ yêu cầu chúng ta làm một việc, đó là đọc cái gì đấy ạ? Đọc điều khoản. Và nếu anh chị không đồng ý với điều khoản này thì không chạy được quảng cáo form này. Quảng cáo form là một loại quảng cáo mà thằng Facebook nó rất tối kỵ về quảng cáo. Tại vì là chúng ta sẽ bị một việc, đó là chúng ta sẽ đi thu thập thông tin. Mà ở nước ngoài thì thu thập thông tin đó là điều tối kỵ, nên chúng ta phải chú ý điều này. Đúng không ạ? Sau đó thì chọn vị trí, khu vực, sở thích thôi. Chọn thôi, chỉnh sửa. Ví dụ chỉ tiếp cận khách hàng ở khu vực nào? Anh có thể thả ghim. Đây này, ví dụ anh thả ghim này. Thấy chưa, thả ghim đây không? Ví dụ như bây giờ là tôi chỉ muốn là quảng cáo tới những người mà đang làm việc ở khu vực này thôi này. Ví dụ tôi chỉ muốn tập trung vào khu vực này.
Đây. Tôi quảng cáo cho những ông nào biết Bát Tràng đấy, đoạn này đây. Đây Bát Tràng đây đúng không? Tôi lấy cái ghim này tôi cắm vào đây được không? Được chưa? Và tôi chọn đây là bao nhiêu cây? Rồi. Thế như vậy cái quảng cáo này anh chị nhìn thấy là nó có quá sát không ạ? Okay. Như vậy là chỉ những ông nào tại địa chỉ đây 2 km nhìn thấy, đúng không ạ? Thế như vậy là chỉ có khu vực này thôi. Mà quảng cáo như thế này thì quá kinh khủng. Nó sát đến mức không còn chỗ nào mà có thể quảng cáo nó khủng khiếp hơn được nữa. Nên tại sao thằng Facebook nó vẫn là một trong những quảng cáo cực kỳ khủng khiếp. Như vậy ở chỗ này là anh chị nhìn thấy nó ước tính được là 2 km quanh Bát Tràng là có bao nhiêu người dân đây? 112.000. Đấy là tối thiểu là 18. Thế bây giờ tôi cho cao lên. Tôi chỉ quảng cáo vào những người bao nhiêu tuổi? 30. Nó cho đến 25 rồi này. Tối thiểu 25. Thì như vậy chúng ta nhìn thấy là gì? Đây là một cái quảng cáo target vào những người quanh chỗ này 2 cây, tối thiểu là 25, thì như vậy là tiếp cận còn bao nhiêu người? Còn gần 100.000 người. Nhưng nếu bây giờ mà tôi cho thêm một số thuộc tính thì sao? Đây, tôi cho thêm thuộc tính vào nữa thì khủng khiếp. Tôi chỉ quảng cáo đến ông nào 55 tuổi thôi. Nó còn 70.000. Tôi quảng cáo giới tính, đúng không? Tôi chọn tiếp tất cả mục tiêu chi tiết. Thì tôi cho những ông này thêm là những người quan tâm đến vấn đề về marketing. Những ông quan tâm đến quảng cáo. Rồi. Thì như vậy là còn bao nhiêu đây? Như vậy là 2 km quanh điểm này sẽ có khoảng tầm 51.000 đến 60.000 người có quan tâm đến chủ đề này. Và nếu bây giờ tôi cho thêm chức vụ nữa, đúng không? Giám đốc đi. Rồi. Chúng ta càng cho nhỏ hẹp lại thì cái tệp nó bé. Đúng chưa? Xong. Chọn vị trí quảng cáo. Tôi sẽ tắt thằng Instagram với cả thằng Audience Network đi. Tiếp. Và lúc này thì tôi sẽ chọn quảng cáo là lấy mẫu. Có sẵn được không? Nó không cho này. Mà nó bắt chúng ta phải đưa cái ảnh lên. Đây. Dùng cái ảnh quảng cáo. Rồi ok. Như vậy là tôi đã thêm được cái phần này rồi. Và anh chị nhìn thấy trên góc này nó xuất hiện chữ gì đây? Thêm mẫu ạ. Thêm mẫu này vào nhá. Thêm mẫu này. Ví dụ như là tôi sẽ dùng cái mẫu có sẵn. Thôi làm nốt cái này thôi. Xong cho nghỉ giải lao. Rồi tổng kết gì? Không các bác mệt hết rồi nhỉ? Ngủ gật rồi rồi. Bốn giờ rồi, đang thêm tí nữa để nghỉ. Thực ra cái việc này nó phải sờ vào nó mới cảm thấy hứng thú chứ không ngồi cứ nghe này nhức đầu lắm. Phải định dạng giá để nó phải ra đơn mới vui chứ. Phải có tiền để chạy quảng cáo nhé. Nó phải ra đơn. Thực hành luôn. Bây giờ phải xin ngân sách chạy đi. Thank you.
chúng nói là chạy cái gì. Chạy không, không biết chạy gì. Chỗ này chúng ta thêm câu hỏi được này. Ví dụ như là thêm các cái câu hỏi bạn ở đâu như thế nào là mình ra được hết này. Cái phần này tôi sẽ gửi vào nhóm cho mọi người video, yên tâm. Thứ nhất là có nhóm rồi, có gì không hiểu thì cứ inbox vào đấy. Đấy, email này, đúng không? Thêm số điện thoại này. Đây, ví dụ email bỏ đi, chỉ để tên, số điện thoại với cả thêm nữa. Ví dụ ở đâu đây? Liên quan đến nhân khẩu học, xem địa chỉ thế nào. Chuyển cái thông tin này sang tiếng Việt. Đây là form đây, mình đang ngồi, suốt nãy ngồi đang làm nốt cái form rồi xin đấy. Tức là đây là loại quảng cáo mà khách hàng sau khi nhìn thấy quảng cáo của mình, nó sẽ bật lên cái form này. Đúng rồi, sau đó nó sẽ tự điền các câu này. Lúc đấy chúng ta sẽ lấy được số. Ví dụ như bây giờ chúng ta chạy một sự kiện, chúng ta cần thu về một cái database lớn, thì cái phương pháp này làm rất là nhanh. Cho nên là cái thường là cái kế hoạch này nó sẽ áp dụng dành cho cửa hàng. Ở một thời điểm nhất định khi chúng ta chạy một cái chương trình dạng như là giảm giá hay là một chương trình khuyến mại, thì chúng ta có thể dùng cái hình thức quảng cáo này. Tức là nhập số điện thoại để nhận giảm giá hay nhận chương trình khuyến mại của cửa hàng. Đơn giản là đến mua trực tiếp lấy. Đi trực tiếp lấy luôn. Nó cũng là một cách để mình làm. Ok, như vậy là xong hết phần thông tin này rồi. Đây là quyền riêng tư. Thì trong này chúng ta sẽ có phải có điền cái văn bản liên kết, thường là điền website của mình vào. Thêm tuyên bố miễn trừ gì đấy, tùy mình, cái này có thì có, không có thì thôi. Hoàn thành. Cảm ơn bạn, đúng không? Bạn cần liên hệ gấp. Kìa, chết giờ không có đi. Nghe đi. Hôm qua thầy gõ số điện thoại này. Tối hả? Tối lắm thế. Rồi thiếu. Tức là chúng ta điền hết các thông tin mà họ khai báo vào đây thôi, nó tạo mẫu. Có tin nhắn. Ok, như vậy tôi đã tạo mẫu xong. Đây là cái quảng cáo. Và tôi chỉ việc ấn nút là đăng thôi. Là giải quyết được vấn đề. Ây xa đúng rồi. Cái mẫu marketing. Ok, còn thiếu cái gì không thì nó sẽ hiện thông báo màu đỏ. Còn đấy xong rồi. Ok, thôi nghỉ giải lao một tí. Nhà nghỉ 10 phút. Sau đó thì xử lý nốt xem nó lỗi gì đây. Hai quảng cáo có lỗi. Kiểm tra text require này cần sửa.
Rồi, mọi người nghỉ giờ làm một tí đi. Yeah. Nhưng mà mình biết con số ở đấy mà mình không mua thì nó có ở trong mà nó thua hai mươi tỷ rồi nhưng tiền nó ngoài giá ấy còn lưng tả lưng đe trên PC tiền nó cái tỷ chỉ đối cho họ chỉ đấy bây giờ nhân nếu mà nhân một Anh bay đâu? Về Sài Gòn à? Anh nhập quận mấy? Quận 7 Bình Thạnh. Chiếc mình hay vào trong đấy mình dạy bọn bất động sản ở trong đấy. Đại Phát. Thằng Hổ giám đốc. Vào đấy trong đấy có núi Trung Sơn đấy, nổi tiếng ấy. Bọn đấy suốt ngày rủ nhau đi Trung Sơn này. Gọi là núi Trung Sơn à? Núi Trung Sơn, khu quận 7 anh biết thừa. Sao? 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 S
lại không biết. Nói chung là trả lời cao rồi không? Chứ ở nhà mình còn nhà chị thì mới bảo là phải có cái ô hiểm đấy, để sẵn cái thang, để sẵn một cái dây chuyền một cái thang, cái đấy thì không có cái xương chặt nhảy. Nó làm cho hôm trước vợ mình ngủ đốt cái mặt nạ chúng ta đọc qua bờ ở nhà đây. Nhưng mà đúng là thằng nên mua cái đấy. Nhưng mà nhà thì thứ nhất là nhà nhất tầng, cái thứ hai cửa thì đầy đó. Nhưng mà nhà thì là nhà riêng thì đúng là nhà riêng rồi xung quanh thì rộng hay là rộng. Người mới sợ chứ. Thế là xong cuối cùng mua cái đống cái hộp này xong vẫn lại không đủ. Nhưng vẫn nên mua dùng mà thấy vẫn chả may. Nhưng dùng lúc nào bây giờ nó xong cháy được. Đi quay đường rồi. Cháy được. Thì bán lại thêm đi. Chị cần gì, chị tự chị mua. Từ hôm đấy về chị thấy tôi mất tiền đóng tủ. Cả thùng chả làm gì. Đang phải đi mua, chưa mua đây. Ở chung cư thì bây giờ cửa chống cháy hết rồi. Không có được. Cửa chống cháy, cháy ở bên trong thì chị cháy nhau mình bị ra rồi. Cháy là mình nghĩ. Tôi không, tôi thấy là chết mắt. Nó mắt đi chở điện, chở nước thì cháy. Cháy cháy nhà mình thì sao? Đi mở cửa đi ra. Không phải thế. Giống như kiểu là làm nào để cho con voi vào tủ lạnh ấy. Mời bệnh ra cho con ngon. Ừ. Giống như cân làm thế nào? Cân đúng như này. Chị thấy nó chung kiểu con bò ấy. Mặt nạ đen đen kiểu con bò ấy. Cái đầu bò ấy. Ừ, đúng vậy. Nhà thì biết tức được. Nhà là nhà gỗ. Dạ. Nên là nhà gỗ. Nhưng nhà xung quanh là vườn những cây đầy chỗ tắt. Nó cháy không nhà nào cũng cháy. Chúng không phát được đâu. Số rồi. Nếu thế thì mình nhanh nhất được ấy. Và bây giờ phải làm cái chuyển ngay xuống dưới ở nhà đất. Thu thế. Mọt tiếp không ở được. Tiếp sau không đi xa. Thôi mà đi ở xa hẳn ra. Xa không xa ra. Xa là con cái để học hành để không tiện. Chuyển luôn rồi. Thế các bạn tất cả nó sẽ đánh đổi. Mà chỉ có hơn một tí. Bên Bát Tràng rất rẻ lắm. Bát Tràng. Bát Tràng đất năm 2021 tôi mua mảnh 40 mét. Lúc đấy là 35 triệu. Bây giờ nó giao dịch là 65 triệu mét rồi. Trong vòng nó 2 năm là phải 2 năm. Đất Chiêm Mai, đất Chiêm Mai ở bên ngoài đấy là ngày trước nó không có giấy tờ, mua bao nhiêu đâu. Mua có 3 triệu, 4 triệu mét, giờ cái chỗ ở mặt đường nó là 150 triệu rồi. Bởi vì nó ngay cạnh cái cô bác. Một cái nữa là đất đấy trước là đất Nguyên 50-60 lần. Giờ nó sẽ chuyển về đất Hà Nội. Hà Nội sắp lấy hết cả khu phía dưới. Toàn bộ người ta không lấy hết. Cái đất đấy là đấy. Đấy của Văn Giang sẽ sát được. Kim Lan sẽ được hết vào. Thế tức là sau là cái thị trấn Văn Giang đấy là sẽ về. Ừ đúng rồi, Văn Giang khả năng sẽ về. Thế tại vì bây giờ nó sát đấy của bạn rồi. Thế bản chất chỗ đấy phải về. Không về làm sao đất Ứng Phượng nó lên giá. Đất Nguyên rồi ra đấy. Và sợ nó lấy xuống cả chỗ Xuân Cầu của chỗ ông em của ông Tô Lâm. Nhưng mà thấy bảo chỗ nhà xếp Bát Tràng đi xuống ở dưới Văn Giang chỗ đấy là chuẩn bị pin xây bên đấy. Xây rồi chứ. Ta xây rồi. Xây rồi thì gì nữa. Mà bên chỗ thằng em mắc thì xây rồi sẽ to lắm. Đẹp lắm. Thế thì bác sẽ đẹp lắm. Dạ đúng. Nó bán chung cư sạch sẽ là thế. Thế bác ngon xong rồi. Bên đấy bây giờ ở thích. Ở bên đấy thích. Thế là sau này là đấy làm về là. Đấy Văn Giang. Là bộ về thành Văn Lâm. Đúng rồi, chỗ đấy hộp về là hộp về Tân Lâm. Trên Đông Dư sẽ hộp với Bát Tràng. Đông Dư sẽ không gọi Đông Dư nữa, nuôi sẽ gọi Bát Tràng. Bát Tràng tổng thêm ra. Tổng thêm ra, tại vì nó liên quan đến làng nghề.
đất rộng ra thì nó thành địa danh làng nghề để bán được. Về trên đấy bây giờ là các ông đấy là ông thầu hết đất để làm cái khu vui chơi rồi. Nếu để gọi là Đông Dương thì không có, không còn nữa. Tức là không có tên, cũng để là Bát Tràng để điểm vui chơi, khuất nạn vẽ thì cả được. Ok, gọi mọi người vào tổng kết nốt. Yeah. Tổng kết. Tổng kết thôi. Để thôi. Thành nhiều lắm, nó hết bắt đầu. À, thầy cho em chi số điện thoại này. Không biết cho lô được gì nữa. Lô thông số. Vừa mới ghi thông số điện thoại trên quảng cáo không nhìn à? Đấy. Đấy. 097 đây, 6724, 3 con 2. 097. 6724 ạ. Mấy cái tài liệu mà máy này này. 624 được rồi. 3 con 2. 097, 6. 42. 424. 0967 6724 22. Mấy cái tài liệu mà thầy dạy là thầy gửi lại là mặt. Đúng rồi, mà cái đấy tôi có hết rồi, cần gì thêm tôi cung cấp cho. Mới thay được cơ bản thầy xin thêm cái tên cao ấy. Chả có gì đâu, cứ chạy đi. Không công giáo đầu tư là ai này? Là tôi. Là thầy à? Số này. À, là thầy với lại còn bảo lại. Không, trong đấy có nhóm. Trong đấy có hai đấy. Đúng rồi, trong này có hai Zalo mà. Đúng rồi. Chưa nhìn đấy. Trong vũ trang này của anh. Vương Hoàng ấy, thầy ba Zalo đây à thầy? Thầy ba số điện thoại. Sẽ phải cầm ba đích cho mình nữa. Vũ Trang là ai thầy? Vũ Trang nào? Đâu? Vũ Trang á? Vũ Trang chứ ai có đây có nhân viên. Cái con vào đấy rồi em đuổi về đấy. Bảo đến để nó hỗ trợ thì nào em đuổi nó về mất rồi. Em nào dám đuổi? Thật vũ liệt trái. Em đuổi đâu? Chứ không được vào quay phim. Thầy nói thế chứ em đang làm người ai đâu. Em biết là văn biết yêu thương. Biết không? Người đang thắc. Anh nội trong người cái đau buồn. Hai ngày sau. Anh đang buồn. Chứng chỉ bây giờ anh thích không cho anh làm bài test. Test xong qua, pass qua thì có quà đó. Thì bọn anh hôm qua thì cũng có cái chứng chỉ gần là đã học. Đâu, chứng chỉ nào đấy để em thu lại. Cho nên đứng như nó ngoài hai này học được nhận chứng chỉ xong rồi cái gì không? Rồi thôi ok, anh chị để tôi tổng kết nhá. Tổng kết nội dung học. Như vậy là trong không hai ngày qua là chúng ta đã cố gắng với nhau cũng là hết sức rồi. Nói chung là cũng là một cái lượng kiến thức khổng lồ nó đập vào đầu. Với cả chia sẻ nội dung thì nó sẽ có một số nội dung sau anh chị chúng ta cố gắng nhớ được. Điều này nó sẽ giúp cho anh chị chúng ta vừa chia sẻ, vừa đào tạo, vừa phân tích, vừa tham gia vào quá trình kinh doanh. Thì nó có kiến thức số 1, đó chính là liên quan đến mô hình kinh doanh. Thì như vậy chúng ta sẽ cố gắng biết được là hiện tại bây giờ thì thế nào là AIDMA đúng không? AIDMA. Và thế nào là ISAT. Rồi chúng ta biết thế nào là online to apply. Rồi chúng ta sẽ biết thế nào là UGC. Thế đây nó là cái mô hình kinh doanh. Sau khi biết được mô hình kinh doanh này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu sang phần thứ hai là anh chị sẽ biết được là dựng bản kế hoạch theo mô hình Canvas.
Thì đầu tiên là chúng ta phải có mua đồ để có được mục tiêu và thời gian. Sau đó chúng ta mới vẽ sang được bảng business model canvas 9 điểm. Và như vậy thì sau khi mà vẽ cái này xong thì anh chị mới phát hiện được một điều. Đó chính là nếu mà muốn lập được bảng kế hoạch kinh doanh thì chúng ta phải làm gì? Muốn lập được thì phải làm gì? Nói chung là chúng ta phải am hiểu về ngành. Và nếu mà không am hiểu về ngành thì chúng ta cần phải có người am hiểu về ngành để chúng ta khai thác. Vâng. Hoặc là tiếp theo nữa là chúng ta phải nhớ là muốn làm được cái này thì phải điều tra thị trường. Và nếu muốn điều tra giỏi được thì chúng ta cần phải có gì ạ? Chúng ta cần phải có đối tác để hỏi. Chúng ta có đối tác để hỏi. Như vậy là chúng ta sẽ biết được là gì? Bao nhiêu tiền một quảng cáo, một clip. Đây, ví dụ như là ngành gốm sứ, tôi chạy lâu rồi, anh chị hỏi tôi cho anh chị đâu? Tôi cho anh chị biết luôn là bao nhiêu tiền một cái, chạy được bao nhiêu. Và như vậy thì chúng ta mới thấy là tại sao các doanh nghiệp lớn người ta vẫn duy trì một số những cái bộ phận là bộ phận liên quan nghiên cứu thị trường, bộ phận R&D để làm gì? Để họ khai thác những cái chỉ số này. Và nếu may mắn thì như vậy là họ bắt được trend. Bắt được trend thì chỉ cần 3 năm ăn phát là giàu rồi, không cần nhiều. Tại vì trong 3 năm đấy đã đủ sống để mình có thể giàu được. Hướng như bây giờ anh chị thấy là cách đây tầm 2 tháng nhiều người bắt đầu nhảy sang môn chứng khoán rồi. Đúng không ạ? Tại vì họ đã nắm được các chỉ số, có khi họ biết trước như nào. Thì lúc sau đó khi mà chứng khoán Việt Nam xuống đáy thì phải lên thôi. Thế giờ mình quay lại câu chuyện bất động sản. Nhiều người bắt đầu đi mua bất động sản chưa? Chưa. Thì tại sao chưa mua? Hy vọng là chưa sẽ đánh lên. Đâu, chưa có tín hiệu. Chưa có tín hiệu. Tức là tín hiệu nó phải có cơ. Và ngày hôm qua thì có một cái tín hiệu rất mừng, đó là bây giờ chúng ta thấy là ngân hàng bây giờ xuống có bao nhiêu rồi ạ? 5.5. Rất thấp rồi. Cho vay đấy. Bây giờ vay thì chỉ có 7.8 chấm thôi. Và trong khi đó thì mới cách đây đâu đó nó khoảng tầm vài tháng chúng ta vẫn thấy là vay có rất là nhiều. Và thêm một cái dấu hiệu nữa là các ngân hàng bây giờ xuất hiện là cho vay để trả nợ lẫn nhau chưa? Có rồi đâu, có rồi. Nhưng mà nghe nói khó lắm này. Mà sáng nay mới có bài báo là khó lắm. Nó phải kiểm định không vay được. Đâu, thực ra thì cái vấn đề đấy bọn ngân hàng nói với tôi rồi. Nó bảo là cái này vẫn là có tài sản. Đúng rồi, tài sản khác như thế mà. Có gì đâu. Nó là anh thế tài sản vào, nó có gì đâu. Chứ mà bây giờ lại bắt tôi đi thẩm định một thằng cũ, tôi đi chịu trách nhiệm của nó thì làm sao chịu trách nhiệm được. Thì chúng ta nhìn thấy là mình dựng ra được cái bảng này thì anh chị mới có thể làm được một việc. Đó chính là từ dựng ra những cái bảng này thì chúng ta mới giải quyết được các việc liên quan đến marketing. Đó là chúng ta có chỉ số. Từ việc này chúng ta mới có chỉ số để thực hiện các hoạt động về marketing, bao gồm việc ở đây đó chính là chúng ta có bảng 3C. Như vậy là sau ngày hôm nay thì dựng bảng 3C cho quảng cáo là đã làm được chưa? Ít nhất là với Google đã biết tỷ lệ chưa? C1, C2, C3 tính nó còn bao nhiêu tiền, giá trị nó ra sao. Và chúng ta sẽ áp dụng cái này ra nếu mà anh chị làm thêm một số những cái phần liên quan đến việc là khai thác thông tin cũ. Đó là bao nhiêu tiền chuyển hóa ra một đơn hàng, bao nhiêu tiền thì sẽ có một khách đến, bao nhiêu tiền sẽ có một số điện thoại, bao nhiêu tiền sẽ mua được một cái gì đó, thì đấy chính là những cái chỉ số liên quan đến hoạt động của bảng 3C. Và sau này thì đến một doanh nghiệp hoặc đến gặp một đơn vị là kinh doanh, thay vì phải hỏi nhiều thì anh chị chỉ cần hỏi cái gì thôi? Đấy là chuyện đó. Đầu tiên chúng ta phải hỏi cái mô đồ kia. Đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ nếu ai hỏi anh chị là khi nào chúng ta trở nên giàu có, trả lời được chưa? Chưa. Mà em nó chưa trả lời được. Tôi chẳng trả lời. Khi nào anh có đút túi được 75 triệu một tháng mà không phải làm gì, đấy bắt đầu bước chân vào thế giới giàu có rồi gì nữa. Sau đó anh cứ kiếm được 200 triệu một tháng thôi. Thế giới giàu có nhưng mà trên quy mô thế giới hay quy mô Việt Nam? Ở Mỹ là 76.000 một tháng. Đúng rồi. Khi nào ở Mỹ mà 76.000 đô một tháng là anh bước chân vào thế giới giàu có. Mà không làm gì hả thầy? Tức là sau khi trừ hết các chi phí đi rồi, đút túi. Dòng tiền tự chảy. Ông chủ cùng cái đó là lời nặng đạo hơn. Hôm nay thì xem quý gì vậy? Có định là nghỉ trước tuổi 40 rồi. Sao thì ngày xưa hồi còn trẻ ấy, 3 triệu là lúc đấy tôi nghĩ em tôi chỉ làm đến 35 tuổi thôi. Ừ.
Tôi nói 35 tuổi tôi sẽ nghỉ, không làm nữa, tôi đi chơi. Đến lúc là 34 tuổi. Đến năm 32 tuổi. Đến năm 32 tuổi tôi đi dựng vợ. Thế là tôi lại xây dựng lại cái kế hoạch từ đầu. Thế là đến lúc này thì gần như là thấy có một vấn đề là nó không phải nằm ở cái phần đấy. Mà nó liên quan đến việc trong người nó là mục tiêu của mỗi người. Và đến bây giờ thì các bạn là nhưng nó không phải là quan trọng nữa. Nó liên quan đến việc là bây giờ thế thì anh chị có cái gì để làm, đam mê. Tại vì lúc này tôi phân tích cho mọi người dễ nhé. Khi mà chúng ta nắm hơi môi này rồi, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh. Cơ hội kinh doanh ở chỗ là mình hiểu cách kinh doanh chơi đến để giỏi. Họ chỉ cần sản xuất giỏi thôi. Mình sẽ làm được marketing mình bán. Và như vậy thì mình gây dựng ra hệ thống rồi sẽ có người thay mình chỉ việc là đứng vận hành dòng tiền. Và điều đấy rất là hay ở trong cái này. Thì thằng nước ngoài là nó áp dụng mô hình này rất chuẩn. Và bây giờ chỉ thuê thôi, nó có làm nhiều lắm đâu. Nó thuê những người nào giải quyết được trong cái bảng này. Thì chúng ta thấy là khi có cái chỉ số này xong rồi thì anh chị làm được một việc rất là dễ. Đó chính là chúng ta có thể đi thuê được nhiều người để giải quyết cho chúng ta công việc. Ví dụ như bây giờ tôi đưa quảng cáo, tỷ lệ chuyển đổi của tôi bây giờ là 17%. Thì có khách hàng bây giờ nó bảo anh ơi em cam kết em làm cho anh chuyển đổi tới 20% thì sao? Bây giờ mình đưa quảng cáo, tỷ lệ chuyển đổi của mình CTR là tầm 17%. Và chuyển đổi ra đơn thì có thằng nó bảo anh ạ để em làm cho anh 20%. Em lấy chị đi ít hơn anh. Thế mình chuyển nghe à, thì thế thì mình phải làm nữa đây, chính là cái bảng này. Có cái này xong thường mình cứ thế mình chơi, mình kéo mọi người đến và ok đây, đây là bài chơi đây. Tất cả mọi người có sẵn rồi. Thằng nào làm giỏi được nhảy ra đây làm, cho người làm, cho nó phải làm. Thì nhưng mà nó phải có cái này. Không có cái này thì cãi nhau mới làm được. Làm sao đưa ra được vấn đề. Và thêm một cái nữa rất là hay là khi có cái bảng này xong rồi thì sẽ có thằng giỏi tự tìm. Tại vì là họ biết được là mình có cơ hội để giúp cho họ chuyển thay được cái vấn đề này. Cho nên là không có, không kiếm được người đâu. Thế để được chỉ lệ chỉ được 100% thì được kinh doanh tiền. Tùy cái chị hỏi cái câu mà. Vấn đề nó bắt đầu từ mua đồ kìa. Tôi đã có mua đồ từ đầu rồi. Thế lại quay lại câu hỏi của anh rất hay, bao nhiêu lương nghỉ hưu đúng không? Đây chị này hỏi những mẹ. Thế hỏi chị con cá đã kiếm bao nhiêu tiền nghỉ hưu được? 25.000 chi tiêu trung bình trong một tháng ạ. Người ta trước một thống kê rồi. 2 tỷ. Đó là người ta lấy 25 lần số mức chi tiêu trong một năm. Trong một năm, 25 lần. Ok, ví dụ như bây giờ cứ một tháng tiêu hết khoảng tầm 100 triệu đi. Thì như vậy là một năm là anh tiêu mất bao nhiêu ạ? 1 tỷ 2, 25 lần mới là khoảng rơi vào 26 tỷ. Thì kiếm 26 tỷ anh đã nghỉ rồi thì có sao không? Được ạ, bây giờ anh mua cái biệt thự nó đang lên tới bao nhiêu tiền rồi? Sao mà chưa có điều kiện? Trong đường kia là anh đầy đủ hết rồi chứ. Bây giờ mà tôi tính kiểu khác, bây giờ các ông chơi trò này cơ. Tức là hiện tại bây giờ họ đương tính một việc là họ sẽ tính cái tuổi nghỉ hưu dựa trên việc đó chính là bây giờ mình sẽ tính xem là liệu mình tồn tại bao nhiêu ngày cũng phải làm gì. À, đúng rồi. Thế bây giờ ví dụ nhá, anh em mình bây giờ nghỉ hưu cứ cho là 65 nghỉ hưu đi. Sống được đến 80 tuổi cái là 15 năm đúng không? Thì 15 năm đấy nếu không làm gì thì cần bao nhiêu tiền? Đó. À, thì phải tính lúc cao điểm càng nghỉ sớm thì càng cái lượng tiền càng nhiều. Ok, thì lúc đấy nó mới sinh ra một cái trò. Đó chính là vậy thì mình phải xây dựng ra các hệ thống thu nhập thụ động đúng không? Thu nhập thụ động một là anh chị phải mở công ty, hai anh chị làm bất động sản đúng không? Ba là anh chị có đất bán đi gửi vào ngân hàng có thêm tiền đúng không? Và thứ tư nữa là anh chị có thể gì ạ? Là anh chị có những cái mảnh đất mà anh chị đã đầu tư từ ngày trước rồi anh chị bán đi, anh chị lấy tiền đấy chị ăn, nó có nhiều kiểu. Nhưng bây giờ mà hay nhất được thu nhập thụ động bây giờ mà nếu đúng ra ở những người làm văn phòng như anh chị đi làm, đó là đầu tư vào tài sản số. Chúng ta đầu tư vào tài sản số thì nó sẽ bền nhất. Chờ thử tiếng điện thoại. Alo. Coi cái số này là như thế mà làm cái video YouTube này. Thì mãi giờ có tài sản số đấy. Rồi, anh kia có thể giúp phải không? Một cái. Thế anh chờ tí, đem gọi cho nhân viên, nhân viên nào ship cho anh nhé. Chờ tí. Thì mình phải đi dạy, mình phải tìm hiểu được. Đây đây anh bảo cái tiền. Dạ dạ dạ, đây đây. Đúng rồi, tài sản số. Baby Shark. Không, nhưng mà ý là mình phải phát triển cái nội dung để ra cái tay. Ngay từ đầu của trẻ em có thể nội dung đi. Những cái năm cuối đấy. Em boost. Lúc đấy là sao? Tức là tài sản số ví dụ này, xe thôi cho mọi người mấy cái đầu tiên đây này. Ở Việt Nam bây giờ đợt này anh chị nên đầu tư làm cái này cho tôi. Ok,
Cái này là cái kiếm tiền rất sướng. Cái thứ nhất là thằng Udemy. Udemy là thằng đầu tiên nên làm. Đấy, đừng về chia sẻ cho anh chị về cơ hội kiếm tiền sau này về hưu đấy. Udemy nó là cái hệ thống khóa học lớn nhất thế giới. Và trong này thì chúng ta có thể bán khóa học của mình. Nhưng mà lại quan trọng, quan trọng đó là anh chị phải nên chuyển sang tiếng Anh. Tại vì trên này có những người ta bán khóa học tiếng Anh khoảng tầm 1,7 triệu một khóa. Ui khủng khiếp, có ông điển hình như trên này có những thằng nó 10,000 học viên. Thế thì bao nhiêu tiền cho vừa? Đây ví dụ như chúng ta search một cái ông này ông chuyên dạy về vấn đề về xem cái lớp mà ông ta dạy về ví dụ như lập trình Python đấy. Đây. Mọi người nhìn ông bà này này, bà có bao nhiêu học viên đây? Đấy, 2 triệu một khóa mà bà ấy bán được 232.000 học viên rồi này. Gần 300.000 học viên là bao tỷ? Wow, wow. Đúng rồi. Đây là giống như ông Trần Việt Quang. Sợ chưa? Thầy sớt hộ em về thầy Lê Đức Trung. Có đây là thế giới mà, có phải Việt Nam đâu. Thế giới, đây là thế giới của Việt Nam. Việt Nam không chấp, đây là thế giới. Khủng khiếp lắm. Đây là thầy nói là tại đánh số đó hả? Đúng rồi, đây là một. Cái thứ hai là skill xe. Anh vào trang này. Đâu, bây giờ đừng nói là anh chị phải chơi nước ngoài, ở Việt Nam không chấp mà. Việt Nam nói làm gì? Làm nước ngoài. Ở Việt Nam khó. Skill xe này là trang thứ hai. Cho tài sản số lên trên này. Sau này giá trị nó rất là ngon. Anh thích làm gì làm, anh có AI rồi. AI bây giờ anh làm đủ trò được, anh thích làm trò gì cũng được, viết nội dung gì cũng được. Miễn là ở đây được xác định nó là tài sản số. Cái này nó thành tiền của mình lâu dài. Cái thứ ba là Amazon Direct. Thằng này có tài nghĩa không mày? Sao? Có nào mà tạo ra tài khó gì không? Cái này khó thế à? Cái này khó quá. Không phải ai sợ. Cái thứ ba là ở trên thằng Amazon Prime này, nhưng mà Direct này rất là hay. Chúng ta lên trên này chúng ta bán các video của mình. Bán video. Đây là kênh truyền hình cáp của đây trên kênh truyền hình số của Amazon. Nó có 5 triệu thuê bao. Và như vậy chúng ta lên đây chúng ta bán tài sản số thôi như này. Anh quay cái gì thì quay. Không biết là có người xem. Có người xem trả tiền. Mai anh ra anh quay quả thợ mộc ngồi đóng gỗ được. Cái thích làm gì làm anh quay anh bán không biết là có người xem. Đúng rồi, quay một view. Bọn này thì nó trả đâu đó khoảng tầm 1.000 người xem và nó trả 5 đô. Một ngày. 5 đô, cứ 1.000 người xem trả 5 đô. Ngồi sao? 100.000. Nó thu phí hàng tháng người ta rồi mà. Cái đây cái truyền hình mà nó có 5 triệu thuê bao, cứ mỗi tháng mỗi người trả cho nó mấy chục đô, nó trả đầy tiền. Anh hiểu vấn đề không? Cái thứ hai nữa là cho thuê phim, nó giống Netflix mà, thằng này với Netflix giống nhau. Khác mỗi cái, đây là của Amazon, còn Netflix nó chưa có chế độ. Chứ thằng Netflix mà nó ra đời, nó cho phép mình làm video là mình sẽ lên đấy mình kiếm tiền. Mấy thằng này nó không chạy quảng cáo. Có hết. Chả có ai không biết thôi, tức là vấn đề là anh không sờ vào thôi. Chứ còn những cái này nó tài sản số, nó ra tiền đều đặn và lâu dài. Nghĩa là cái này là cái đó là của mình. Cái này là của mình này. Cái thứ tư là anh phải làm kênh YouTube kiếm tiền. YouTube. Làm ở thị trường nước ngoài. Đâu, phải dùng Google Trend, keyword, search xem thằng nước ngoài nó quan tâm chủ đề gì. Ví dụ như là bây giờ bọn nước ngoài nó quan tâm đến vấn đề về giảm cân, nó quan tâm yoga. Đâu anh vào cái thằng keyword planner nó sẽ ra được cái lượng người search đều một tháng, cái volume thị trường biết ngay mà. Dạ. Thì ở đây nó là những cái tài sản số mà nên có này. Vì sau này cái này của anh chị nó sẽ càng ngày nó càng dày lên và giàu lên. Được không? Nên làm này. Thì lúc đấy chúng ta mới có thể nghỉ hưu được chứ, không được bán cái gì. Đúng không ạ? Thêm một cái nữa, là anh chị muốn làm được anh chị phải sở hữu. Thứ nhất là bây giờ nó phải sở hữu cái thương hiệu bán hàng.
Ví dụ như là chúng ta lập ra một cái thương hiệu bán một cái gì đó thì nó cũng là tài sản số lâu dài, cũng ăn nhiều năm, ăn mãi. Như cái bát tràng chiếu Info này tôi làm từ năm 2007 đến bây giờ nó là một cái bề dày liên quan đến gốm sứ, dày lắm rồi. Trải qua bao nhiêu đời website. Ở trong lăng chủ tịch tôi cũng có một cái gian hàng ở đấy, chủ nhà sách tháng 5. Rồi ok, như vậy chúng ta nhìn thấy là ở phần 2 đó là Business Model Canvas. Và cái phần này xong rồi đúng không? Sang phần 3. Như vậy là trong buổi đào tạo thì tôi đã cố gắng là chia sẻ được với anh chị là nếu bây giờ mà chúng ta đi đào tạo những cái người không biết gì liên quan tới vấn đề về content thì tôi đã đào tạo cho anh chị là gì? Là bảo họ không biết gì thì vào Google Keyword Planner check. Đây là công cụ cho chúng ta biết được là thị trường đang muốn cái gì. Sau đó thì họ bảo là họ không biết cách viết thì chúng ta biết cách dạy họ chưa? Bây giờ chúng ta cho họ con 3 thì nó sẽ tự động viết được. Đúng không ạ? Sau đó công thức thì tôi đã chia sẻ với anh chị 5 công thức viết bài rồi. 5 công thức này mình bắt cái con 3 nó viết được không? Rồi xong. Sau đó bây giờ chúng ta biết thêm thằng TTS Free. Thằng này là thằng để chúng ta sẽ đọc giọng nói. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta biết thêm mấy cái trang chia sẻ về hình ảnh. Và chúng ta biết AI để tạo ảnh. Và từ đó thì chúng ta có thể tạo ra được hệ thống nội dung của mình. Đấy, đấy là phần content. Thì phần content này anh chị có thể phân bổ cho các bạn đấy, hướng dẫn cho các bạn đi làm. Và công thức ở đây thì nhớ trong đầu là gì? Muốn thành công được trên môi trường số, chúng ta luôn luôn nhớ là gì? 200 clip trong vòng 3 tháng, mỗi ngày 3 clip trên một chủ đề. Nghe cái này giống như là muốn béo thì cơm ăn 3 bữa, mỗi bữa 3 bát thôi. Anh chị biết công thức đấy chưa? Bây giờ muốn tăng cân chỉ cần cứ đều đặn, đúng không ạ? Trong vòng 1 tháng cơm ăn 3 bữa, mỗi bữa 3 bát. Thế nào tăng cân? Không, tại vì chị cứ đều đặn cứ cơm ăn. Nên ông nào mà đi bộ đội, không biết ngày xưa ở đây có anh nào đi bộ đội không? Thì thấy là gì? Ông nào đi bộ đội xong đều béo. Tại sao vậy? Cứ đến bữa là cơm ăn đủ thế, không gì khác. Vâng, đảm bảo là béo. Rồi ok, xong content thứ tư. Như vậy tôi hướng dẫn cho mọi người chọn kênh marketing. Cái phần này là phần dài nhất đây, lê thê nhất. Thế như vậy là chúng ta sẽ áp dụng mô hình iSat để chúng ta chọn điểm, tiếp theo điểm chạm khách hàng. Và khi chúng ta chọn điểm chạm thì chúng ta bắt đầu sẽ tùy vào đối tượng thì chúng ta sẽ xem mô hình nào phù hợp. Thì ở Việt Nam, thứ nhất là chúng ta sẽ chắc chắn là phải chạm họ ở Google rồi. Thì Google chúng ta sẽ có mấy cái kênh marketing. Mà demo đấy rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ có Search, có GDN, có Google Shopping. Và chúng ta có quảng cáo YouTube. Đây là 4 cái quảng cáo thông dụng của Google. Sau chúng ta có quảng cáo Facebook. Facebook thì có những loại quảng cáo nào? Chúng ta sẽ có quảng cáo tương tác, quảng cáo tin nhắn, quảng cáo điền form, đúng không ạ? Quảng cáo để click to web. Rồi chúng ta sẽ có quảng cáo tiếp là gì ạ? Chúng ta có quảng cáo ở trên hệ thống nào nữa? Chúng ta có quảng cáo Zalo. Thì trong đó chúng ta có quảng cáo Zalo điền form. Chúng ta có quảng cáo TikTok không? TikTok này thì chúng ta có hai loại. Một loại là quảng cáo tin nhắn và loại thứ hai là quảng cáo live stream. Thì trong các điểm chạm này thì hiện tại bây giờ là ưu tiên cho các đơn vị không có tiền xây dựng trên những kênh nào? Như vậy là chúng ta sẽ khuyến khích mọi người là hiện tại bây giờ nếu không có tiền làm marketing thì kênh số 1 đầu tiên nên làm là gì? Đó chính là chúng ta lập vlog trên YouTube, kể cho mọi người xem là chúng ta làm cái nghề gì. Thế như vậy là cứ mỗi ngày làm 3 cái clip kể về sáng, trưa, chiều, tối. Nhưng bài học thằng ngồi làm Excel phải kể cái gì? Dạ. Kể làm Excel, công thức Excel. Anh làm gì? Ngồi có Excel lại kể.
Hôm nay Excel, anh biết là cái ông ngày xưa dạy Excel kiếm rất nhiều tiền. Dạy dạy mình làm. Thì làm quay màn hình lại. Quay một che. Ví dụ như số phải che đi để lại vài cái ký tự thôi, kiểu kiểu đấy. Nhưng mà nếu mà anh vừa nói vừa rồi là chỉ là Excel đúng không? Thì anh có AI để làm gì? Anh có AI. Lý do nên ngồi ở văn phòng. Ở đây nó có mấy cái, đúng không? Thứ nhất là AI nó nghĩ hộ mình rồi. Nếu mà giả sử bây giờ chúng ta không đi ra ngoài, chúng ta ngồi ở văn phòng, chúng ta có thể dùng phương pháp là viết content theo dạng email tip được không? Hóa thân thành một nhân vật. Đâu, thế thì bây giờ anh cứ tưởng tượng anh không ngồi trong phòng kế toán nữa đi. Đúng không? Anh sẽ đóng giả bây giờ cuộc đời anh là một chàng trai cao bồi ở trên khu vực núi Tây Nguyên, bây giờ anh sẽ ngồi viết kể cuộc sống ở đấy. Đúng rồi. Sau đó thì có cái đàn chappy. Rồi ok, cái thứ hai, đơn vị không có tiền nữa thì có thể làm vlog ở đâu? Trên TikTok. Kể cho mọi người chúng ta làm gì? Ừ. Cho nên là cái kênh của thấy anh 28 hôm trước tôi có kể với anh chị. Họ bây giờ không làm content, họ sẽ làm trò gì? Mua hài. Đấy rồi, chính xác. Chúng ta cho người khác hóa thành một nhân vật. Bây giờ ok, bọn mày cứ đi làm gì, coi anh là mấy là tao đi. Sao đâu? Thế là tao đi tờ trải nghiệm mà. Tôi đi văn phòng tôi đừng ở đâu. Đây, trong cái đoạn Lê Văn Lương ở phía dưới. Tức là bây giờ thế này, anh có thể bảo là ok, bất kỳ thằng nào bây giờ mà cứ chơi với tao, bọn mày đi đâu cũng được, ném cho tao video, tao up lên. Cứ khi nào video lên được tầm này tiền, trả tầm này tiền. Thế là bắt đầu mình thu một loạt. Thế là coi như anh không ở văn phòng nữa, anh có 100 người và anh đi vào đường, anh biết phải dặn email tip. Anh kể tâm sự mọi người là ngày hôm nay sau bao nhiêu năm đi ô tô tôi lại chuyển xuống đi xe đạp. Và hôm nay tôi thấy cảnh vật như thế này, thế là dùng con AI nó viết. Viết xong vào nó bắt đầu kể chuyện. Rồi anh có thể hóa thân vào nhân vật là anh đi chụp ảnh ở trên phố ở chỗ Phan Đình Phùng đi. Và bây giờ đây là mùa thu đấy. Đấy thì đấy là câu chuyện này vlog. Tiếp. Sau đó thì chúng ta có thể dùng live stream được không? Live stream thì mình biết được là dùng phần mềm gì nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ dùng phần mềm OBS để phát lại. Thế là lúc này chúng ta thấy là sẽ có rất nhiều đơn vị là người ta sẽ đi quay lại phim của những đơn vị khác người ta phát lại. Ví dụ như bây giờ tôi không biết hát chầu văn. Đúng không ạ? Giống như cái ông vừa rồi ông hát chầu văn Quan Hoàng 10. Ông ta quan hát hát bài đấy ông ta thu được gần 10 triệu người xem. Thế có phải là cái ông quay phim ông ý ta hát đâu? Không biết quay lại không? Mà thậm chí có khi là chưa chắc cái đấy là không quay phim mới quay. Mau lấy lại của người khác được không? Nhưng mà không bị vi phạm. Vi phạm gì? Chị sợ vi phạm. Đừng có kiếm tiền đâu mà vi phạm. Vâng là vi phạm bản quyền nó chỉ quan tâm đến duy nhất. Một là kênh để chị kiếm tiền thì nó sẽ bị chết. Còn lại kênh của chị không kiếm tiền thì up lên thoải mái, vi phạm nó chỉ gỡ xuống thôi. Chứ nó làm gì chị đâu. Chị ở đây đâu. Điều đấy nó không ảnh hưởng. Điều quan trọng của chúng ta là phải chia sẻ được nhiều cái. Tiếp, đơn vị không có tiền nữa thì chúng ta sẽ làm một việc. Đó chính là nếu không có tiền thì chúng ta có thể sử dụng công cụ. Đó chính là dùng AI để chúng ta viết bài lên trên fanpage và lên group. Điều này nó sẽ làm cho cái nội dung của chúng ta hấp dẫn người xem và thu được nhiều người quan tâm. Ở đây có anh chị nào có từng vào mấy cái group như kiểu là chửi thuê nhá? Không sợ chó. Không sợ chó. Vậy thì nội dung nhá. Người ta biết trên đây để làm gì? Ok. Vậy thì có công ty nào thì sau sở hữu cái kênh? Ok. Thế thì tại sao mình lại không tự sở hữu lấy một cái? Ví dụ, người Việt Nam là quan trọng đến tâm linh không? Đúng. Thế tại sao anh chị không tự làm lên cái chùa online? Đây, tôi làm cái này. Chùa thì nó phải vấn đề. Có đúng đấy không thầy? Chùa đâu đây? Đâu? Tôi làm một cái kênh. Đây, tôi làm một cái trên này. Tôi đặt tên nó là Góc Tâm Linh. Thế là tôi chia sẻ tất cả cái gì liên quan đến tâm linh ở đây. Tiền không mất
tức là người ta tin tưởng mình và người ta có đại diện của người ta đi làm. Nên là làm sức lớn. Thế là tôi làm ra một cái fanpage tên là Góc Tâm Linh để chia sẻ thôi. Ở đây có anh nào vào cái trang VFPG không? À, ông kia cười à? Việt Nam sexy girl ấy, nhiều lắm. Bọn em đi đâu á, vào cái trang đấy. Đấy. Đúng rồi. Thực ra đi trực tiếp đấy. Góc Tâm Linh đây. Thế như vậy anh chị nhìn thấy là thu vào đấy. Đây này mà đống thì thu 3.600k ca like này, ngày nào up bài lên chia sẻ suốt ngày, người ta vào đây người ta Nam Mô A Di Đà Phật nhiều lắm. Thế là mình mở con đường gõ rồi đây. Nam Mô A Di Đà Phật nhiều lắm, 10 phút gõ mình đấy cái khổ. Alo, dạ vâng, không phải anh ạ, anh nhầm số rồi. Vào làm cái đẹp của lúc này là mỏi. Toàn 50 chứ. Chị đã gọi là nhóm tâm linh rồi. Không biết nói gì nữa. Không biết là gì đã gặp nó còn nào. Có phải là gì là mặt có khác không? Thích cao không? Thích cao không? Ok, đã nhìn chưa? Đây này. Nên cái việc này là chúng ta hoàn toàn viết được bài, chia sẻ, lập ra một cái chùa online cũng được. Nếu mà mọi người thích, thế là mình sẽ có cái phần để mình đưa tin. Mình đưa tin lên thôi. Ok, tiếp. Như vậy chúng ta nhìn thấy đây là gì? Đó là ở trong cái vấn đề liên quan đến ưu tiên này, thì điều quan trọng của tất cả những cái quá trình này làm, đó chính là chúng ta cần phải làm cho khách hàng cảm thấy thích chúng ta. Vì chúng ta là người am hiểu về sản phẩm. Đây là điều quan trọng nhất. Và các đơn vị không có tiền thì thường hay bị gặp phải một vấn đề. Đã không có tiền rồi thì lại sao nữa? Đúng rồi. Lười. Không có tiền thì còn lười. Đã không có tiền lại còn lười. Chứ còn nếu bây giờ mà để nói là bất kỳ một người nào bây giờ đã đủ trang bị trong tay thì cái công cụ marketing chưa? Có. Một, là bây giờ điện thoại có. Có. Điện thoại đã đủ hết rồi. Cái thứ hai nữa là nick Facebook có, YouTube có, đủ hết. Tất cả mọi thứ là cái xử lý được. Đấy, điều đấy là điều quan trọng. Và chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề đấy một cách hơi hiệu quả. Cho nên nói tóm lại là sau buổi ngày hôm nay thì anh chị cố gắng, nếu chúng ta có đi đào tạo thì chúng ta truyền tải cho người ta mấy ý kiến sau, truyền tải cho học viên. À, việc số 1 đầu tiên là yêu cầu người ta là làm gì là làm, nó phải nắm được mô hình. Cái điều là điều quan trọng nhất. Điều thứ hai, yêu cầu học viên là sau khi nắm được mô hình rồi thì phải vẽ được bảng canvas. Còn nếu mà không làm được thì không giải quyết được tiếp. Điều thứ ba, sau khi vẽ được bảng canvas này ra thì sẽ phải giải quyết được một vấn đề, đó chính là tìm ra được gì ạ? Tìm ra được insight của khách hàng tiềm năng. Sau đó thì bắt đầu từ tìm insight này ra là chọn kênh để tiếp cận khách hàng. Và điều thứ năm, sau khi chọn kênh xong thì nhớ, đó là cần phải duy trì 3 tin mỗi ngày trên kênh. Và duy trì cái này đều đặn trong vòng 3 tháng thì sẽ thành công trong bất kỳ cái mô hình kinh doanh nào. Đây là công thức đã làm rồi. Có Facebook không? Cũng vậy luôn hả thầy? Tất cả. Facebook áp vào mấy giờ? Sáng. Trước 2 giờ. 6 giờ. Người ta vào tin tức này. 12 giờ.
với lại 10 giờ. Xong rồi làm việc. Tóm lại là bây giờ chúng ta khoảng giờ 1 trước 8 giờ sáng, 2 là gì lúc khoảng tầm 1 rưỡi 2 giờ chiều và 3 là sau 2 giờ đêm. Đấy là công thức của tất cả mọi content. Và còn lại là nó tùy thuộc vào việc, đó chính là cái quy định của kênh của mình. Anh chị coi như mình là một đài phát thanh truyền hình thì như vậy chúng ta có thể quy định là giờ nào và do chúng ta quyết định. Chả ai cấm chúng ta được. Ví dụ chúng ta quy định là gì? Như vậy tôi chỉ đưa tin tất cả vào thứ 19 giờ thôi. Ai quan tâm thứ 9 giờ vào xem. Đấy là một cách. Và ở đây đó là sự đều đặn, không đều đặn thì không làm được. Và điều quan trọng đó chính là chúng ta cần phải biết được khách hàng tiềm năng thích mình cái gì. Khi biết được điều đó thì nghĩa là chúng ta tập trung xây dựng điều đó thôi, thì nó sẽ giải quyết được vấn đề chúng ta mong muốn. Ok, rồi có ai có câu hỏi gì trước khi nghỉ không? Thầy đều xe lại hết luôn. Trời ok, anh phải lo khủng quá. Anh cứ hỏi cho anh yên tâm rồi. Bây giờ mình cũng cần phải học được đi. Anh đi học được đi. Bây giờ mình phải tôi xếp là sao? Cái tất cả những cái phần form và tài liệu này tôi đã làm sẵn hết rồi, thậm chí tôi làm thành cả khóa học rồi. Bắn cho các anh chị chui vào xem thoải mái, nhưng điều quan trọng là tôi một đứa làm cũng được. Thế thì tôi bắn đi. Rồi ok. Thầy làm thôi thì thầy cho các anh đi bắn học phòng em máy nào. Về về. Thôi nói tóm lại, đây thì như vậy là 2 ngày chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Thì hy vọng là trong quá trình anh chị làm việc thì chúng ta có nhiều cái có câu hỏi trao đổi giúp đỡ được với nhau thì cứ trao đổi có nhóm rồi, cần gì cứ hỏi. Ok. Còn có câu hỏi nào kiếm tiền thì chia sẻ. Chúng ta xem bọn em đang chờ cô đi kiếm được bài để giới thiệu đây. Chào chia sẻ đây làm gì nữa? Bọn em sẵn sàng nhân công. Nhưng mà cơ hội